Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 60. Nếu đem âm dương long thần công tu luyện tới đỉnh phong, tất nhiên sẽ kinh động đến đại cao thủ âm thầm thần bí kia. Long Hành Thiên nói ra, cho nên, cho tới nay, cháu không dám tu luyện, nếu như trái đất bị cách tân, Long Thị vất vả khổ sở thành lập vương triều bất diệt, chẳng phải là phải hủy hoại chỉ trong chốc lát thôi sao? Cách tân. Kỷ Nguyên. Bà lão mặc áo choàng hồng như tỉnh ngộ ra, hình như là nghĩ đến cái gì đó, trong mắt lóe lên một vệt sáng. Có điều, ngược lại, bà ta liền tò mò hỏi, nếu đã như vậy, vì sao bây giờ cháu lại âm thầm tu luyện? Bởi vì, cháu không cam lòng. Long Hành Thiên ánh mắt sáng rực, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cắn răng nói ra, dựa vào cái gì mà chỉ mình cháu có võ học đẳng cấp, lại không thể tu luyện chứ? Dựa vào cái gì mà cháu sinh ra ở trái đất, thì phải tiếp nhận kỷ nguyên luân hồi. Cháu không phục, cháu không cam lòng, cháu muốn cùng người đứng sau đấu một trận, cháu muốn cải biến kết cục của thiên địa, để cao thủ bên ngoài 9 tầng mây, cũng không dám tùy ý sửa đổi vận mệnh của trái đất. Cháu tin tưởng, dựa vào âm dương long thần công, cháu cuối cùng có thể làm được tất cả mọi chuyện, để uy danh của gia tộc Long Thị, truyền khắp 9 phương trời 10 phương đất. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Long Hành Thiên tràn đầy vẻ bất khuất cùng tự tin. Tốt! Bà lão mặc áo choàng hồng nghe vậy, đối với Long Hành Thiên cực kỳ hài lòng, tán thưởng nói, Hành Thiên, không ngờ cháu lại có tâm nguyện như thế, không uổng công bà chọn chúng cháu. Nếu đã như vậy, cháu tiếp tục đi thực hiện đi, tương lai chắc sẽ là một người đáng được nhắc đến trên thế giới. Bà lão mặc áo choàng hồng tự lẩm bẩm, cái kỷ nguyên trái đất này, khác biệt xưa rồi, đã có người động tay chân vào, có lẽ chuyện kỷ nguyên sụp đổ, phải kết thúc tại kỷ nguyên này rồi. Chỉ là bà bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu trái đất có kỷ nguyên luân hồi, thế những tinh vực khác, có phải cũng có luân hồi hay cách tân phải không? Bà lão mặc áo choàng hồng bỗng nhiên suy đoán nói. Những tinh vực khác. Long Hành Thiên nghi ngờ nói, Thái Mẫu, những ngày này cháu nghe nói rất nhiều chuyện ở ngoại vực, hoàn cảnh ở những tinh vực khác là thế nào, giống như trái đất không? Cơ bản hoàn cảnh không thua kém bao nhiêu, chỉ có điều hệ thống tu luyện khác biệt, có tinh vực am hiểu khoa học kỹ thuật, lấy khoa học kỹ thuật làm phát triển cho bản thân lớn mạnh, thậm chí có thể so với cao thủ cảnh giới tiên đế. Bà lão mặc áo choàng hồng không giấu giếm, mở miệng nói ra, có tinh vực đi theo hệ thống tu chân, tiên đế chính là cường giả đứng đầu, còn có tinh vực, là hệ thống cổ võ, cùng với năng lượng của hệ thống tu luyện cổ võ của cháu là giống nhau, tất cả mọi người đều không có cách nào đột phá sau lớp bình phong cuối cùng. Chỉ có điều, bất luận là hệ thống luyện võ, hay là hệ thống tu chân, hoặc là đi theo con đường khoa học kỹ thuật. Bà lão mặc áo choàng hồng nói tiếp, dù là thiên tài kinh tài tuyệt diễm cũng không có cách nào đột phá đề cảnh, tìm kiếm cảnh giới tiếp theo. Cái này, Thái Mẫu, Long Hành Thiên giống như nghĩ tới điều gì, kinh ngạc thử dò xét nói, vì sao mà bà đối ngoại vực hiểu rõ như vậy? Cái này à, nhắc lên chuyện này, bà lão mặc áo choàng hồng khóe miệng hơi hơi dương lên, cũng không có giấu giếm, mà chính là nói ra một cái bí mật cực lớn. Đêm khuya, trong hoàng cung, Long Hành Thiên mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Thái Mẫu, rất muốn nghe câu trả lời của Thái Mẫu. Bởi vì, bà chính là người ngoại vực. Bà lão mặc áo choàng màu hồng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói ra, Hành Thiên, mấy trăm năm qua, cháu là con cháu nối dõi của bà, người có võ đạo thiên phú và cũng là người gần gũi nhất với bà. Có một số việc, nói cho cháu cũng không sao, chỉ là cháu phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nói cho những người khác. Nhớ lấy, bất kỳ ai cũng không thể nói, thái tổ của cháu, là người duy nhất biết thân phận chân chính của bà, cháu là người thứ hai. Bà lão mặc áo choàng màu hồng cười nói, có điều, lão già kia sắp bị gạt bỏ rồi, cháu vẫn là người duy nhất biết thân phận của bà. Thái Mẫu yên tâm, cháu nhất định sẽ giữ kín miệng. Long Hành Thiên nghiêm túc nói. Bà lão mặc áo choàng màu hồng nhẹ gật đầu. Sau đó như rơi vào trạng thái nhớ lại, mở miệng nói ra, bà đến từ tinh vực chân võ, tên là Hồng Phất. Tinh vực chân võ, đó là một tinh vực lấy hệ thống cổ võ hệ thống làm chủ, phần lớn mọi người lấy võ thuật nhập môn đạo, phá đá mở núi, tu luyện tới đỉnh phong, thậm chí có thể rời núi lấp biển, khủng bố như vậy đó.
Hồng Phất nói tiếp, bà bắt đầu hơi muộn, lấy thiên phú như yêu quái mà cấp tốc trưởng thành, ở vô số năm trước, đã đặt chân đến cảnh giới võ đế rồi. Bây giờ điều động cao thủ đến trái đất, người dự định ra tay với trái đất, là Viêm Long Tiên Đế. Hồng Phất khinh thường nói, năm đó cậu ta từng đi qua tinh vực chân võ, bà từng đánh nhau với cậu ta. Khi đó bà chưa từng vận dụng toàn lực, thì đã cùng cậu ta đánh cân sức ngang tài rồi, nếu bà xuất ra toàn lực, trong vòng 50 hiệp thì chắc chắn có thể giết chết cậu ta. Cái này, cái này, cái này, thì ra thái mẫu mạnh như vậy, Long Hành Thiên không thể tưởng tượng nổi nói. Đúng vậy, bà đã từng là người vô cùng mạnh. Hồng Phất cười cười, sau đó sắc mặt khó coi, nghiến răng nói ra nhưng bà gặp kẻ thù cả đời mình, cùng người đó quyết chiến, thất bại thảm hại, cuối cùng từ bỏ thân thể, mới miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Cái gì, Thái Mẫu cũng là võ đế, lại còn có người có thể đánh bại bà sao? Long Hành Thiên kinh ngạc nói. Ừm. Hồng Phất gật đầu, vội nói tiếp, người kia, trên vũ trụ này có thanh danh rất lớn, tên là Thanh Hoàng Nữ Đế. Là hệ thống tu chân, đã đến cảnh giới đỉnh cao nhất rồi. Cô ta vốn có thể giết bà, dù là bà dùng linh hồn xuất khiếu, cô ta vẫn có thể giết bà. Hồng Phất tiếp tục nói, nhưng cô ta không làm như vậy, mà chính là nói cho bà biết, trái đất sẽ có đột phá cơ duyên đế cảnh, nói với bà nếu là có ý nghĩ, thì đi đến trái đất đi, cô ta còn nói, cô ta cũng sẽ đến trái đất, tìm kiếm cơ duyên trong truyền thuyết. Bà không cô ta nói thật hay giả chỗ nào nhưng bình thường bà làm việc phách lối, giết người như ngoé, tại khương khung vũ trụ có rất nhiều kẻ thù. Nếu bình thường, thì không quan trọng, bà cũng không e ngại, nhưng bà bị Thanh Hoàng Nữ Đế đánh trọng thương, chỉ còn lại có một cái tàn hồn, hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo Thanh Hoàng Nữ Đế nói, trốn tới trái đất mà thôi. Hồng Phất nói ra, bà tìm một đứa trẻ sơ sinh vừa ra đời. Bởi vì sức mạnh của linh hồn trẻ sơ sinh linh hồn là yếu kém nhất, thích hợp cướp đoạt, cứ như vậy, bà lấy được thành công, mượn cơ thể trọng sinh. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bà dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, một đường quật khởi mạnh lên. Hồng Phất nói tiếp, chỉ là ở kiếp này, bà không đi theo hệ thống cổ võ, mà là theo hệ thống tu chân. Hồng Phất bà cả đời không kém ai, té ngã ở đâu sẽ đứng lên ở đó. Hồng Phất nghiến răng nói ra, nếu Thanh Hoàng Nữ Đế dùng thủ đoạn tu chân đánh bại bà, vậy thì bà lợi dụng tu chân để nhập vào thiên hạ, dùng hệ thống mà cô ta am hiểu nhất, đánh bại cô ta. Bà biết tương lai không lâu, trái đất tất nhiên sẽ nghênh đón linh khí khôi phục, sau khi bà đặt chân đến cảnh giới trúc cơ, cần lượng lớn dược tài linh thạch tích lũy, như thế thì chờ sau khi linh khí khôi phục, bà mới có thể hét một tiếng mà ai nấy đều kinh ngạc. Hồng Phất tiếp tục nói, vì thế, bà mới đi tới Hoàng Cung, khi đó Thái Tổ Long Bình Sinh của cháu, chính là Hoàng Thượng. Bà tìm ông ta nói rõ mọi chuyện, thậm chí phải dùng vũ lực áp bức, khi đó bà đã là giả đan cửu chuyển rồi, lại là vô địch trong những người cùng cảnh giới. Hồng Phất nói ra, bà biểu hiện sẽ che chở Long Thị, nhưng có điều kiện trao đổi, ông ta phải vì bà mà cung cấp dược tài cùng linh thạch. Dưới sự uy hiếp của bà, Long Bình Sinh đồng ý. Khi đó Long Bình Sinh ôn tồn lễ độ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, là một thiếu gia nhẹ nhàng tuấn tú. Hồng Phất nói đến đây, khó được lộ ra một nụ cười, sau khi bà ở lại Hoàng Cung, ông ta thường thường tìm tới bà, tiếp cận bà, từ từ bà mới phát hiện, ông ta đang theo đuổi bà. Bà vốn là Hồng Phất Vũ Đế không biết tình yêu là thứ gì, ông ta biết bà hiểu được hệ thống cổ võ, nên tìm bà xin chỉ dạy cho. Những thứ bà đã chỉ cho ông ta giúp ích cho ông ta rất nhiều. Từ đó về sau, ông ta càng thêm si mê bà, gần như cùng bà như hình với bóng, bà truyền thụ võ học cho ông ta đưa bà đi hành tẩu tứ phương, cứ như vậy, hai người ở cùng một chỗ, thời gian này cũng là mười mấy năm, cực kỳ hạnh phúc. Chúng ta đã từng thề non hẹn biển, thế sự xoay vần mà hứa hẹn, thề đời này không rời không bỏ, sống chết có nhau. Hồng Phất ngay sau đó, nghiến răng nghiến lợi nói ra, nhưng mà những cái gọi là lời thề này, không có chút ý nghĩa nào. Đàn ông, luôn luôn có mới nới cũ, có ai có thể giữ vững lời thề của mình trước những cô gái khác được chứ? Hồng Phất tức giận nói, chúng ta đã ở cùng một chỗ thời gian lâu dài,
về võ học thì ông ta cũng đạt tới lục địa võ thần đỉnh phong, đó là trước khi giới luyện võ biến đổi, người luyện võ có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao rồi. Từ đó về sau, ông ta liền đối xử với bà với thái độ chán ghét, luôn luôn trốn tránh bà, hoàn toàn không hề muốn gặp mặt bà. Thậm chí thời điểm bà mang thai, sinh con, ông ta vậy mà có thể cùng với những đứa con gái khác khác tằng tịu với nhau. Hồng Phất nghiến răng nghiến lợi nói, điều này khiến bà không thể chịu được, sau khi biết được việc này, lập tức phế đi vị trí hoàng đế của ông ta, đưa ông ta đi giam lỏng trong hậu cung. Khi đó, con nối dõi của bà còn chưa trưởng thành, vì để sưu tập những tư nguyên trong thiên hạ mà bà buông rèm nhấp chính, nắm giữ triều chính. Hồng Phất cười lạnh nói, tất cả mọi người cảm thấy, Long Bình Sinh là vì say mê võ học, cho nên mới không để ý tới triều chính, thực tế thì là bị bà giam lỏng. Cái gì? Long Hành Thiên nghi ngờ nói, Thái Mẫu, nếu bà đã có thực lực giết ông ta, dứt khoát gạt bỏ không được sao, vì sao mà tùy ý lợi dụng tàn khuyết âm dương long thần công của cháu giết ông ta chứ? Ha ha, lúc ấy bà cũng không biết bí mật của Long Thị, còn tưởng rằng âm dương long thần công có cái gì tai hại, nên dự định để lão già kia thử một lần. Hồng Phất nói tiếp, còn nữa, bà, cuối cùng vẫn là không đành lòng tự mình ra tay. Vừa nói, Hồng Phất thở dài một hơi ai ya, dù sao cũng sinh sống với nhau mấy trăm năm đó. Long Hành Thiên không tiếp tục hỏi nữa, anh ta đại khái có thể cảm nhận được tâm tình của Thái Mẫu, sau đó hỏi, nếu đã như vậy, Thái Mẫu, núi lớn ở Vân Cương bên kia, chúng ta cần phải đi qua đó. Không. Hồng Phất quả quyết nói ra, lão già kia đáng chết, bà không giết không được. Tô Thương lại gạt bỏ được. Nhưng ông ta dù sao cũng là chồng của bà mà, Tô Thương giết ông ta, thì bà sẽ giết Tô Thương, ông ta chết cũng có thể nhắm mắt. Hồng Phất nói ra, Long Hành Thiên nhẹ gật đầu, đồng ý với quyết định của Thái Mẫu. Sau mấy tiếng, trời đã sáng rồi. Đoàn người Tô Thương, cuối cùng cũng đến được nơi sâu trong núi lớn Vân Cương từ máy bay trực thăng nhảy xuống. Vân Cương, là một nơi biên giới, cây cối mọc thành bụi. Xanh tươi tốt, thập vạn đại sơn trải dài vô tận, cực kỳ hùng vĩ. Lúc này, Tô Thương đứng ở bên cạnh máy bay trực thăng, triển khai thần thức dò xét bốn phía, về phần Trương Trọng Ngô cùng Lưu Huy thì một mực cung kính đứng sau lưng Tô Thương. Điện chủ, Trương Trọng Ngô dò hỏi, vùng núi Vân Cương cây cối rậm rạp, có rất nhiều nơi để ẩn nấp, chi bằng tôi triệu tập một số người đi vào thăm dò, chỗ nào xảy ra vấn đề. Chúng ta liền đi tới đó, chắc chắn có thể bắt được Long Bình Sinh. Quả thực không dễ để thăm dò được, tôi triển khai thần thức cũng tìm không được hành tung của Long Bình Sinh, nhưng không phải là do núi rừng rậm rạp, mà vì anh ta có phương pháp đặc thù, ẩn giấu đi khí tức. Tô Thương lắc đầu, sau đó nói rằng, nhưng mà lời đề nghị của ông cũng không được ổn thỏa cho lắm, làm như vậy sẽ chỉ làm tăng thêm thương vong, tôi đã có cách đối phó rồi. Trương Trọng Ngô, ông cứ ở lại đây đi, Lưu Huy đi cùng tôi thì tốt hơn. Tô Thương nói, vâng. Lưu Huy cung kính đáp lại, trong lòng chẳng những không có bất kỳ sự sợ hãi nào, ngược lại còn vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới cậu chủ lại chỉ đích danh để cho mình đi theo, vinh hạnh to lớn quá. Nhưng Trương Trọng Ngô ở bên cạnh lại kinh ngạc nói, điện chủ, cậu có phải nói ngược rồi không, lẽ nào không phải là tôi đi theo cậu, để Lưu Huy ở lại nơi này sao? Không phải. Tô Thương thản nhiên nói, tôi còn chưa có hồ đồ đến mức đó, sắp xếp như vậy, đương nhiên tôi có lý của tôi. Vậy được rồi, tôi sẽ ở chỗ này đợi điện chủ Khải Hoàn trở về. Trương Trọng Ngô cũng không có hỏi tới nguyên nhân, hai tay ôm quyền, mặt mũi tràn đầy kính ủy nói. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền dẫn Lưu Huy, một trước một sau xâm nhập vào Vân Cương Đại Sơn. Khoảng mấy phút đồng hồ sau, Tô Thương dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lưu Huy, mở miệng nói, Lưu Huy, tôi cần anh giúp tôi một chuyện, chuyện này có khả năng sẽ khiến anh hơi xấu hổ, nhưng tôi cũng không có cách nào khác, chỉ có như vậy mới dụ Long Bình Sinh ra được. Cậu chủ, cần ta làm thế nào, cậu nói là được, thuộc hạ nguyện vì điện chủ xông pha khói lửa, không dám chối từ. Lưu Huy ôm quyền cung kính nói, cậu chủ ra lệnh một tiếng, dù là núi đao biển lửa, 18 tầng địa ngục thì tôi cũng không chút do dự mà tiến lên, mặt cũng không nhăn một chút nào.
không có nghiêm trọng như anh nói như vậy đâu. Tô Thương cười một cái nói, cái tên Long Bình Sinh kia, ẩn giấu đi khí tức, thủ pháp quả thực không tầm thường, tôi không tài nào phát hiện ra được anh ta. Nhưng tương tự, anh ta cũng đừng hòng phát hiện ra được khí tức của tôi cũng có thể che giấu khí tức của mình. Mà anh cần phải làm là cải trang thành một nữ cao thủ, giả bộ vào núi tìm dược liệu. Tô Thương nói tiếp, anh bây giờ là cảnh giới thần tông, không cần phải ẩn giấu thực lực, anh cải trang thành một nữ đệ tử kiệt xuất của một môn phái nào đó là được rồi, tên tà tu này cảm nhận được khí tức của anh, tất nhiên sẽ đi ra tìm anh. Nhưng anh không cần lo lắng, tôi sẽ luôn ẩn núp trong bóng tối, ngay khi anh nguy hiểm tới tính mạng thì tôi sẽ xông ra cứu anh. Tô Thương nói đơn giản một chút, anh chính là mồi nhử, tôi phải dùng anh dụ tà tu ra. À, cải trang thành một nữ cao thủ. Lưu Huy nghe nói như thế, nhất thời vẻ mặt đau khổ nói, cậu chủ, có thể đổi cách khác không? Vừa rồi không phải anh còn nói, sông pha khói lửa, không chối từ à, còn nói cái gì mà núi đao biển lửa, 18 tầng địa ngục, dám anh cũng quên hết rồi nhỉ? Tô Thương lườm Lưu Huy một cái. Chuyện này khác mà. Lưu Huy mặt mũi tràn đầy uất ức nói, giả gái, mặc áo quần của con gái, quá mất mặt rồi. Chuyện này nếu là truyền đến tai của Vương Trại thì anh ấy thế nào cũng cười nhạo tôi cả đời cho mà xem. Tôi không nói, anh không nói, thì sẽ không có ai biết đâu. Tô Thương trấn an nói, Lưu Huy, anh yên tâm đi, tôi cam đoan không nói cho người khác biết. Cái này, Lưu Huy sau khi nghe Tô Thương nói, cuối cùng cũng đành cắn răng nói, vậy được rồi, cậu chủ, vì cậu, tôi liều mạng vậy. Tốt, cảm ơn anh nhé. Đợi sau khi giết chết tà tu, báo thù cho chị gái xong, tôi nhất định cảm ơn anh một cách đàng hoàng. Tô Thương nói xong, liền từ trong vòng tay chữ đồ lấy ra một bộ áo quần con gái, dặn dò nói, tranh thủ thời gian thay đồ đi, tôi giúp anh canh chừng. Vâng. Lưu Huy mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn làm theo lời Tô Thương nói, thay áo quần con gái, trong nháy mắt anh ấy liền biến thành một nữ cao thủ. Không tệ không tệ, Tô Thương khẽ gật đầu. Nhưng vẫn còn có chút không vừa ý, liền nói, thân hình của anh nhìn thì cũng được, nhưng khuôn mặt nhìn còn nam tính quá, còn có râu ria, yết hầu nữa, phía trước cũng không đủ lồi ra, không có vẻ nữ tính gì cả. Như vậy đi, tôi dùng thuật dịch dung, chỉnh cho anh một chút, để anh trông nữ tính hơn. Cái này, chấm, thôi được rồi, Lưu Huy cắn răng đồng ý. Sau khi được đồng ý, Tô Thương liền không chần chờ, lập tức thi triển thuật dịch dung. Xoạt xoạt xoạt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mười mấy giây đồng hồ qua đi, vẻ ngoài của Lưu Huy liền phát sinh một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đơn giản có thể nó là xinh đẹp ở cấp bậc hải nước hải dân, thậm chí còn có một chút lẳng lơ, phong tình nữa. Ít hầu cũng đã biến mất, da thịt trở nên trắng nõn, quan trọng nhất chính là bộ phận đặc biệt trên cơ thể của phụ nữ thì của anh ấy cũng không tệ chút nào. Thậm chí có thể so sánh với bộ ngực hàng khủng với người khác nữa. Lúc này Lưu Huy, từ một tên đàn ông 30-40 tuổi, biến thành một mỹ nữ 20-mấy tuổi xinh đẹp tuyệt trần. Điện chủ. Lưu Huy cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực hung khí của mình thì cảm thấy thẹn thùng vô cùng, anh ấy đang muốn nói với Tô Thương, sau khi kết thúc nhất định phải đem mình biến về như cũ, nhưng vừa mở miệng, liền ý thức được thanh âm của mình vậy mà đã thay đổi rồi. Nhất thời quá sợ hãi mà nói, điện chủ, tôi sao lại biến thành giọng con gái rồi, a, yết hầu của tôi làm sao không còn nữa, tôi. Nói nhỏ chút, Tô Thương nhắc nhở, anh không biến thành con gái đàng hoàng thì làm sao dụ cái tên tà tu kia ra được, anh ta cũng không phải người ngu. Còn nữa, cái cổ quý của anh, tôi còn giữ lại cho anh đó thôi, cũng chưa chém đứt nó, chưa giết tà tu xong, tôi liền để anh khôi phục lại nguyên dạng. Tô Thương an ủi. Đúng là vẫn còn nè. Lưu Huy sờ soạng một chút, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói, hô, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tôi mới không thèm làm con gái, làm đàn ông thoải mái hơn nhiều. Lưu Huy tùy tiện nói, phối hợp với giọng nói quyến rũ và xinh đẹp của một người phụ nữ thì trông rất buồn cười. Chú ý giới tính, hiện tại anh là một mỹ nữ, cực phẩm mỹ nữ, anh phải dịu dàng một chút, kiểu kiêu căng đó biết không? Tô Thương nhắc nhở. Vâng, cậu chủ, tôi sẽ chú ý. Lưu Huy khom người ôm quyền, cung kính đáp ứng.
Anh ấy không khom người thì không sao, vừa cong eo một cái, liền trực tiếp bày ra một bức tranh, phong cảnh cực lớn. Tô Thương nhìn thấy mà có chút sửng sốt, sau đó lại hài lòng nói, khuôn mặt mà tôi tùy tiện nặn vậy mà thật tuyệt, nếu để tôi nặn lại, cũng chưa chắc sẽ nặn lại được, he he, Long Bình Sinh nhất định sẽ thèm khát đến điên đảo mất thôi. Chỉ cần anh ta dám xuất hiện, vậy thì hôm nay chính là ngày chết của anh ta, thù của chị gái tôi, nhất định phải báo. Tô Thương hạ quyết tâm, sau đó lại nói, Lưu Huy, tôi đi ẩn nấp trước, anh cứ chậm rãi mà đi thôi, tôi sẽ âm thầm bảo vệ anh. Sau khi để lại một lời nói, Tô Thương liền biến mất, vô tung vô ảnh, người tu chân cảnh giới độ kiếp cũng chưa chắc có thể phát hiện ra được khí tức của anh. Cứ như vậy, Lưu Huy cải trang thành nữ cao thủ, bắt đầu đi dạo ở trong ngọn núi lớn. Làm theo lời Tô Thương nói, anh ấy vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa tìm kiếm dược liệu lâu năm. Ở trong ngọn núi này, những năm đầu, dân làng gần đó cũng thường đến để săn thú và thu hái dược liệu. Tuy nhiên, những năm gần đây nhà nước ra quy định bảo vệ môi trường sinh thái cho nên cấm dân đi lên núi, còn bố trí nhiều cán bộ kiểm lâm canh chừng, nếu như phát hiện ai làm trái quy định thì sẽ bị phạt, thậm chí còn có thể bị giam giữ trong những trường hợp nghiêm trọng. Nếu các loài động vật được bảo vệ bị săn bắn và giết với số lượng lớn thì bị kết án cũng là chuyện thường. Nhưng bây giờ ở vùng núi Vân Cương đã xảy ra chuyện như vậy, nhân viên kiểm lâm đã sớm cuốn gói rời đi từ lâu. Cho dù không có nhân viên kiểm lâm thì, dân chúng gần đó cũng không dám lên núi, hoàng gia phải người tới cũng biến mất tiêu, bản thân mình chỉ là một người dân nhỏ nhoi mà đi lên núi, đây không phải là muốn chết sao. Cho nên trong ngọn núi lớn này, ngược lại thật sự có một số dược liệu ngàn năm, nhưng phần lớn không cũng phải là hàng quý gì, đối với việc tu luyện mà nói, cũng không có tác dụng nhiều. Nhưng Lưu Huy ở bên ngoài lo sợ cả nửa ngày rồi mà Long Bình Sinh đều không có nhảy ra. Ngay cả Tô Thương vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, cũng có chút sốt ruột liền truyền âm nói, Lưu Huy, anh biết ca hát không, hát một bài đi, hát lớn một chút, xem có thể dụ ông ta ra không. À cái này. Lưu Huy hoàn toàn là một người con gái rồi, giọng điệu mềm mại nói, cậu chủ, tôi hát dở lắm, mà cũng chỉ biết mấy câu thôi. Không sao, anh cứ hát là được rồi. Tô Thương trấn an nói. Sau khi anh không còn yết hầu nữa thì tiếng nói ngọt ngào mang theo chút dễ thương, hát dở cũng không sao, giọng của anh nghe êm tai lắm. Cái này, thôi được rồi. Lưu Huy cuối cùng cũng gật gật đầu, cắn răng nói ra, cậu chủ, để có thể báo thù cho chiến thần Tô Dực Cân, tôi cũng không thèm để ý nữa rồi. Cảm ơn, Tô Thương vô cùng cảm kích, truyền âm thúc giục nói, vậy anh hát liền đi, hát càng lớn càng tốt. Ừm. Lưu Huy gật gật đầu. Sau đó hắng giọng một cái, biểu lộ dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, giống như là đang lấy cảm xúc vậy. Ok rồi. Tô Thương thấy vậy, nhất thời yên lòng, âm thầm cười nói, nhìn bộ dạng Lưu Huy thế này, liền biết anh ấy vừa rồi khiêm tốn rồi, chắc chắn anh ấy hát rất hay. Cái vẻ mặt nghiêm túc này, nếu như nói anh ấy là ca sĩ chuyên nghiệp thì mình đều tưởng. Đến A, hân hoan A, dù sao có, vô số thời gian. Ngay khi từ trong sâu thẳm trái tim mình Tô Thương khẳng định Lưu Huy biết ca hát thì Lưu Huy đột nhiên mở miệng. Anh ấy mới mở miệng, thì Tô Thương liền rơi vào trầm mặc, sắc mặt trong nháy mắt đen lại, đỉnh đầu xẹt qua một chuỗi dấu hai chấm. Thứ quỷ gì vậy? Hân hoan cái đầu nhà anh A. Đến A, tình yêu A, dù sao có, vô số ngông cuồng. Lưu Huy vẫn đang hát, biểu cảm vừa đắm chìm trong lời bài hát, giống như rất hưởng thụ. Đến ta, lãng mạn A, dù sao có, vô số phương hướng. Đến A, chế tạo A, dù sao có, vô số cảnh tượng. Tô Thương vừa nghe ca, vừa nhìn Lưu Huy mặt mũi tràn đầy dáng vẻ cần ăn đòn, kém chút nhịn không được mà muốn lao ra đánh cho anh ấy một trận. Nhưng cũng may, hát đến đoạn vô số cảnh tượng xong thì Lưu Huy liền không hát nữa. Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi. Tô Thương thở dài một hơi. Nhưng còn chưa đợi rái tai anh lấy lại bình tĩnh thì Lưu Huy lại bắt đầu. Đến A, hân hoan A, dù sao có, vô số thời gian. Đến A, tình yêu A, dù sao có, vô số ngông cuồng. Đến. Lưu Huy còn chuẩn bị tiếp tục hát, thì Tô Thương đột nhiên dùng linh hồn truyền âm, đến cái đầu anh, hát một lần thì được rồi, tại sao lại hát lại nữa hả?
Đoạn sau tôi không biết hát, chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy câu này thôi. Lưu Huy kích động nói, tôi thuộc nhất là một đoạn này, nhưng đây là đoạn cao trào, cậu chủ, thế nào, tôi hát cũng được chứ? Cái dám! Tô Thương mặt đen lại nói, đây là bài hát gì vậy chứ? Sao mà loạn vậy, nghe mà da đầu tôi đều tê cả lên. Cậu chủ, bài hát này gọi ngứa, không có loạn, tôi cảm thấy thật là dễ nghe mà. Lưu Huy giải thích, ngứa. Tô Thương nói ra, vậy thì, nghe ca từ của bài này đúng là ngứa thật, nhưng con mẹ nó anh là một người đàn ông, hát bài hát này thích hợp sao? Cậu chủ, cậu quên rồi hả, bây giờ người ta là cô gái hiểu điệu, kiêu căng mà. Lưu Huy dịu dàng nói. Tô Thương mặt đen lại nói, xem chút là quên mất chuyện chính rồi, vậy anh cũng dừng hát nữa, đổi bài khác đi, tôi không thể nào nghe nổi bài hát này. Được thôi. Lưu Huy đồng ý, sau đó lại lần nữa hắng giọng một cái, rất giống ca sĩ chuyên nghiệp, sau đó dõng dạt hát, sông lớn chạy về hướng Đông A, những ngôi sao nhỏ trên trời gia nhập Bắc Đấu A. Ngừng. Tô Thương trực tiếp cắt ngang. Chửi bậy nói, cái này mẹ nó lại là cái gì bài gì vậy, tôi để anh giả dạng làm một người con gái dịu dàng, câu dẫn tà tu, để ông ta đối với anh nảy sinh ra ý nghĩ, muốn lôi kéo anh ấy ấy, một trận. Nhưng anh hát cái gì vậy hả, con mẹ nó sao nhỏ trên trời tham gia Bắc Đấu, tà tu nếu là nghe thấy rồi, còn không phải chạy đến lôi kéo anh cúi đầu kết bái, cùng anh kết bái thành anh em khác họ sao? Tô Thương mặt đen lại nói, tranh thủ đổi lại cho tôi một bài khác, chờ một chút, anh còn biết hát bài gì nữa. Tô Thương lòng có đề phòng, cố ý hỏi một câu, sợ Lưu Huy lại hát ra một bài vớ vẩn nữa. Hết rồi. Lưu Huy lắc đầu cười khổ nói, cậu chủ, tôi bình thường cũng không thích nghe ca nhạc, chợ đen cửu môn chúng ta có nhiều quy định, ngoại trừ ngắm cảnh thì cũng là tu luyện, không có thời gian nghe ca nhạc. Nếu như bài hát về tình cảm anh em này không thích hợp, vậy tôi đi hát bài ngửa đi, tôi cảm thấy lúc tôi hát bài này, vô cùng ủy mị, nếu tôi là người đàn ông, tôi cũng sẽ cưới chính mình. Lưu Huy nói xong, liền ý thức được chính mình có chút không đúng, vội vàng nói, không đúng, tôi chính là đàn ông, xem chút làm sai tính cách của mình rồi. Được rồi, vậy anh hát bài ngửa đi, tôi ráng nhịn một chút. Tô Thương đành phải thỏa hiệp. Vâng. Lưu Huy cung kính đáp lại, Lưu Huệ cung kính đáp lại, sau đó ở ngay trong rừng sâu, vừa hát bài ngứa, vừa lắc lư thân mình, động tác đó, cộng thêm tiếng thở, quả thực là một kiệt tác. Khoảng nửa giờ sau, Lưu Huy hát đã khô cả cuống họng, liền ngồi lên một tảng đá nhỏ bên cạnh con suối để nghỉ ngơi. Cũng đúng lúc này, Tô Thương cuối cùng đã cảm nhận được khí tức của tà tu Long Bình Sinh. Đối phương đang ở cách đây khoảng 10 dặm, khí tức đột nhiên xuất hiện. Thật giống như bỗng dưng xuất hiện từ trong không trung vậy. Võ thần, sơ kỳ. Tô Thương vô cùng chấn kinh, thầm nghĩ, lão già này, vậy mà còn vượt qua cả đệ nhất người luyện võ Ngô Thanh Ảnh nữa, đã đặt chân đến cảnh giới võ thần. Âm dương long thần công của Long Thị thật là thần kỳ như vậy, lại có thể khiến cho thực lực của người ta đột nhiên tăng mạnh sao? Ông ta dường như cũng không có thói quen ẩn giấu đi khí tức. Vậy tại sao lúc trước lâu như vậy mà mình đều không có phát hiện ra được khí tức của ông ta nhỉ? Tô Thương nhìn không được suy đoán nói, Long Hành Thiên từng nói, sâu trong ngọn núi lớn của Vân Cương, có một cái động phủ, trong động phủ có một đầm nước, có thể áp chế tác dụng phụ của âm dương Long Thần Công, chắc hẳn cái động phủ kia có gì đó quái lạ, có thể che đậy được khí tức. Sau khi suy nghĩ một hồi thì Tô Thương âm thầm truyền âm cho Lưu Huy, cái tên tà tu kia bị anh hấp dẫn rồi. Ông ta đang di chuyển về phía bên này, anh đừng sợ, đừng để bị lộ, tôi trong bóng tối bảo vệ anh. Vâng, có cậu chủ ở đây, tôi không lo lắng gì cả, tôi sẽ tạo ra mấy dáng vẻ quyến rũ khiến cho ông ta si mê đến thất điên bát đảo. Lưu Huy không có sợ hãi, ngược lại thế mà lại cởi bỏ giày của mình, vén quần lên, để bàn chân trắng nõn nà của mình đặt ở trong nước, bắt đầu chạy nhảy nghịch nước, vừa phát ra tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc. Mỹ nữ nghịch nước. Đúng là mỹ nữ xinh đẹp cấp bậc hại nước hại dân. Không thể không nói, Lưu Huy vừa bày ra dáng vẻ này thì Tô Thương từ một nơi bí mật gần đó cũng nuốt nước bọt một cái, sức hấp dẫn đạt mắc điểm nha. Mấu chốt là, lúc này, bốn phía lại vang lên tiếng ca quen thuộc. Đến A, hân hoan A, dù sao có, vô số thời gian. Đến cuồng, A,
Tình yêu à, dù sao có, vô số ngông cuồng. Rất nhanh, một tên thân hình người đàn ông trung niên cao lớn, liền xuất hiện ngay sau lưng Lưu Huy. Người đàn ông đó cao khoảng 1m8 trở lên, khôi ngô cường tráng, mặt mũi vô cùng đẹp trai. Ông ta chính là Thái Tổ Long Hành Thiên, Long Bình Sinh. Lúc này, đôi mắt của Long Bình Sinh cứ nhìn chằm chằm vào Lưu Huy đang cải trang thành một nữ cao thủ, hai mắt ông ta sáng rực lên, không kiềm được mà nuốt hai ngụm nước bọt. Ông ta không cố gắng che giấu khí tức của mình, nhưng người bình thường cũng nhìn không ra được cảnh giới của ông ta, chỉ sẽ cảm thấy ông ta như vực sâu biển lớn, khó có thể đo lường được. Đẹp, quá đẹp. Long Bình Sinh vừa tiến tới gần Lưu Huy, vừa kích động nói, ha ha ha, không ngờ tới ở trong ngọn núi lớn này, còn có thể gặp được một giai nhân tuyệt sắc thế này, ông trời thật là không tệ với mình nha. À, Lưu Huy đột nhiên nhận ra phía sau có người, kinh hãi hét lên một tiếng, sau đó đứng ở trong dòng nước chảy, hai tay ôm ngực, nhẹ giọng nói, ông là ai, xuất hiện từ lúc nào? Ha ha. Long Bình Sinh dừng bước lại. Nở nụ cười, cô gái, không cần phải kinh hoàng như thế, tôi không có ác ý, chỉ là bị khúc hát của cô hấp dẫn, cho nên mới đi ra xem. Cô đúng là một cô gái trời sinh đã quyến rũ, quốc sắc thiên hương, dung mạo cỡ này, dù là để trong hậu cung, cũng có thể nghiền ép 3.000 mỹ nữ. Long Bình Sinh giống như là một con chó liếm vậy, bắt đầu nịnh nọt nói, giọng hát của cô. Cũng là rất hay, tôi đã nghe đủ loại ca sĩ rồi. Lại không có một người nào có thể sánh ngang với cô được, đúng là âm thanh của thiên đường mà. Thiếu gia quá khen. Lưu Huy trong lòng buồn nôn nhưng vẫn biểu hiện ra ngoài rất đúng mực, biểu cảm xấu hổ, nũng nịu nói, tôi chỉ là tùy tiện hát vài câu mà thôi, hát cũng bình thường. Anh không có nói láo, gương mặt này của anh ấy, đúng là Tô Thương tùy tiện nặn ra. Về phần ca hát, mặc dù không phải rất khó nghe, nhưng cũng thật sự khá khó nghe. Cô quá khiêm nhường rồi. Long Bình Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại dò hỏi, xin hỏi cô, vì sao lại ở trong ngọn núi lớn ở Vân Cương này, chẳng lẽ cô không biết nơi này rất nguy hiểm à, gần đây thường xuyên có người mất tích bí ẩn, nghe nói bên trong có một người tà tu ăn thịt người nhả xương, cô không sợ sao? À, Lưu Huy làm như là lần đầu tiên nghe nói, bị dọa cho mặt mày tái xanh tái nhợt. Run rẩy nói, tôi không phải người địa phương, tôi đến từ một tông phái ở phía nam, lần này lén sư phụ chạy ra ngoài, nhìn thấy ngọn núi lớn này có dược liệu, phong cảnh cũng đẹp, cho nên liền đi vào xem một chút. Thiếu gia, anh không có gạt tôi chứ, nơi này thật sự có loại tà tu ăn thịt người nhả xương sao? Lưu Huy mang theo giọng nghẹn ngào nói, nước mắt rất nhanh sắp rơi ra rồi, ra vẻ yếu đuối, đáng yêu. Nhưng anh lại âm thầm truyền âm cho Tô Thương, hung hăng nói, cậu chủ, lão già này đơn giản cũng là một tên mặt người dạ thú, sao cậu còn chưa ra tay? Không vội, chờ ông ta buông lỏng cảnh giác đã. Tô Thương truyền âm đáp lại. Đương nhiên, dựa vào thực lực của Tô Thương hôm nay, lại thêm tháp hư không cùng với chìa khóa Đông Phủ thì giết chết Long Bình Sinh cũng không phải vấn đề lớn gì. Nhưng mà nếu như vậy chắc chắn cũng phải tốn một ít thủ đoạn. Nhưng nếu như chờ đến lúc Long Bình Sinh không có phòng bị lại ra tay, thì Tô Thương đồng thời lấy ra chìa khóa Đông Phủ cùng tháp hư không thì có thể nắm chắc chỉ cần đánh một chiêu giết chết được đối phương. Nếu đã có thể nhẹ nhõm giải quyết, thì cần gì phải làm to chuyện. Chẳng qua là cần Lưu Huy hy sinh một chút nhan sắc, nhưng Lưu Huy là một người đàn ông, hẳn là sẽ không để ý nhỉ. Cô gái! Lúc này, Long Bình Sinh lại bắt đầu dụ dỗ Lưu Huy, nhẹ khẽ cười nói, cô không cần kinh hoàng. Có tôi ở đây, thì đoán chừng tên tà tu kia không dám lộ diện đâu. Thật sao, Lưu Huy nháy nháy con mắt, dáng điệu đó vừa đáng yêu vừa gợi tình. Đương nhiên. Long Bình Sinh nói nghiêm túc, thực không dám giấu giếm, lần này tôi vào núi, chính là vì gian diệt bạo, giết chết tà tu. Tà tu làm nhiều việc ác, giết hại vô số người vô tội, khiến cho Vân Cương bốn phía lòng người bàng hoàng, không được an bình, chỉ có diệt trừ hắn. Người dân mới an yên được. Long Bình Sinh nghĩa chính ngôn từ nói, làm một người luyện võ mạnh mẽ, tôi có trách nhiệm và cũng có nghĩa vụ đứng ra gánh vác. Phì, cái lão già nhà ông, giả bộ cái gì chứ, ông đây đã sớm biết ông không phải là thứ tốt đẹp gì rồi. Lưu Huy trong lòng xem thường,
nhưng ngoài mặt lại tràn đầy sùng bái, hai mắt sáng rực lên qua, anh cũng là người luyện võ à, anh thật lợi hại. Tôi là... Long Bình Sinh nở một nụ cười nho nhã, chậm rãi nói, tôi đã đặt chân đến cảnh giới võ tôn. Ông ta báo thiếu hai cái cảnh giới, chỉ e dọa sợ mỹ nhân trước mặt. Võ tôn. Nữ cao thủ lưu lui giật nảy cả mình không thể tin nói, anh vậy mà so với sư phụ tôi còn lợi hại hơn. Ha ha, tôi thiên phú tương đối tốt mà thôi. Long Bình Sinh cười cười, sau đó lại nói, tôi ở trong núi lớn, chờ đợi đã mấy ngày, một mực tìm kiếm vị trí của tên tà tu kia, đáng tiếc không có tìm được. Như vậy đi, cô gái, mấy ngày trước tôi tìm được một cái động phủ, không bằng cô đi theo tôi chuẩn bị một ít thức ăn, đồ vật, chiêu đãi cô một bữa thật ngon, dù sao gặp nhau chính là có duyên rồi. Long Bình Sinh mời nói. Nhận lời ông ta, Tô Thương núp trong bóng tối, nghe nói như thế vội vàng truyền âm nói, ông ta muốn lừa anh qua đó làm chuyện xấu, đi theo ông ta đi, chờ đến lúc ông ta cởi quần áo ra, cũng là lúc ông ta buông lỏng nhất, đến lúc đó tôi trực tiếp đi xử ông ta. Cái gì? Lưu Huy truyền âm, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, cậu chủ, muốn tôi cùng ông ta làm loại chuyện đó, còn không bằng cậu giết tôi cho rồi, chuyện này thật là buồn nôn mà. Cũng không phải thật làm, tôi cam đoan, không đợi ông ta cởi quần áo anh, tôi liền để ông ta chết ở trước mặt anh. Tô Thương thương lượng. Cô gái, tôi thật không có ác ý. Lúc này, Long Bình Sinh vừa cười nói. Tôi biết, thế nhưng là... Lưu Huy cuối cùng vẫn quyết định làm theo lời Tô Thương nói, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nói, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, truyền đi không dễ nghe, người khác sẽ hiểu lầm đấy. Ha ha, cô gái, cô đây chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Long Bình Sinh nói tiếp, huống hồ, chúng ta cũng không phải là cô nam quả nữ, bên trong động phủ của tôi, còn có một vị cô gái, nghe nói là chiến thần Dực Cân gì đó. Cô ấy đến Vân Cương Đại Sơn, cũng là vì muốn chém giết tà tu, kết quả bị tà tu làm cho bị thương, đang ở trong động phủ của tôi dưỡng thương đây. Long Bình Sinh cười nói, cho nên, cô gái, cô không có gì phải lo lắng cả. Chiến thần Dực Cân. Sau khi nghe được lời nói này, Tô Thương núp trong bóng tối trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, kích động thoáng lộ ra một nụ cười. Chị ấy không sao cả, chị ấy vẫn còn sống. Tô Thương biết được tin này, trong lòng vô cùng kích động, nhưng bề ngoài lại không tỏ ra thái độ gì hết, mà tiếp tục núp trong bóng tối. Bởi vì chỗ ẩn náu theo như Long Bình Sinh nói, thực sự quá là quái quỷ. Nhắc đến chị gái, Tô Thương liền buông bỏ hết toàn bộ tâm trạng, nên cũng không thể nào phát hiện được xung quanh có cái gì khác thường, và không cảm nhận được khí tức của chị gái. Đến cả Long Bình Sinh, cũng đột nhiên xuất hiện, do vậy có thể nhìn ra. Gần đây chắc chắn phải có nơi thần bí, có thể tự động che giấu khí tức. Cho nên, Tô Thương càng không thể sốt ruột, để tránh bứt dây động rừng, bây giờ cách tốt nhất, chính là để Long Bình Sinh dẫn đường, để tìm cái động phủ kia, cho đỡ tốn thời gian và công sức. Đến lúc đó, Tô Thương sẽ tìm cơ hội ra tay, như thế có thể dễ dàng giết ông ta nhất. Đương nhiên, nếu như cho Tô Thương thời gian, để anh ấy tìm từng ngọn núi lớn ở Vân Cương, chắc chắn cũng có thể tìm ra cái động phủ kia. Chỉ là nếu làm như thế sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, kéo dài sự hồi phục của linh khí, hơn nữa nếu chậm trễ thì sẽ phát sinh ra biến cố, ai mà biết được bây giờ chị gái có gặp nguy hiểm hay không. Sau khi suy nghĩ hết mọi thứ, Tô Thương chuẩn bị truyền âm cho Lưu Huy, thì đã thấy Lưu Huy truyền âm lại rồi. Cậu chủ, tốt quá rồi, chiến thần Dực Cân vẫn còn sống, cô ấy chưa chết. Lần này cậu có thể yên tâm rồi. Lưu Huy tiếp tục truyền âm nói, cái tên háo sắc này, giao cho tôi là được rồi, tôi nhất định dạy bảo ông ta một trận. Sau khi truyền âm, bề ngoài Lưu Huy giống như đang ghen, bất mãn nói, thiếu gia, động phủ của anh cũng có cô gái khác rồi, còn gọi tôi tới là có ý gì vậy? Cô gái, Dực Cân đang trị thương ở chỗ tôi, không hề ảnh hưởng đến việc hai chúng ta nâng ly tán chuyện. Long Bình Sinh tiến lên phía trước trấn an nói, như vậy đi, cô gái, cô đi theo tôi qua đó, tôi xem nếu vết thương của Dực Cân khá lên chút rồi, thì đợi đến chỗ đó, tôi sẽ để cô ấy đi, cô thấy thế nào? Lưu Huy ngượng ngùng cúi đầu xuống, nói như kiểu ngại ngùng, nhưng, thiếu gia, như vậy có vẻ không tốt lắm,
chị ấy sẽ không giận chứ? Long Bình Sinh nghe thấy vậy, khóe miệng liền nở một nụ cười nham hiểm. Ha ha, cô gái à! Trước đó còn nói cô nam quả nữ chung sống một phòng thì không tiện, kết quả là ngầm ra hiệu cho mình để đuổi người ta đi. Bây giờ mình nói muốn đuổi người đi, thì cô ta lo lắng, muốn giả vờ vô tội à? Đáng tiếc, tôi sống trong hoàng cung, có 3000 mỹ nữ cũng đều có thể vỗ về dẹp yên được, huống chi đây chỉ là 2 cô gái chứ. Cô gái à, nên dựa vào bản lĩnh để thả câu, thì khi dùng mới thoải mái được. Long Bình Sinh đắc chí, cho rằng phong độ của bản thân phong lưu phóng khoáng đẹp trai không cưỡng lại được, nên đã thu hút được cô gái trước mắt. Tôi không quan tâm cô ấy có tức giận hay không, chỉ cần cô không giận là được rồi. Lúc này, Long Bình Sinh nhìn về phía Lưu Huy, làm động tác mời đi, nho nhã cười nói, cô gái, mời đi bên này. Lưu Huy ra vẻ rụt rè do dự vài giây, cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý đi theo Long Bình Sinh. Trên đường đi, Long Bình Sinh vô cùng ân cần, thỉnh thoảng cũng chủ động nói chuyện với Lưu Huy. Nói chuyện hài hước gây hài, trông cũng cao to đẹp trai, tao nhã, lịch sự, khi nói chuyện thì mang lại một cảm giác như một người học rộng hiểu nhiều. Cuối cùng chính là, Long Bình Sinh còn luôn luôn khoe khoang cảnh giới của mình, ra vẻ mình tuổi trẻ tài cao. Kiểu thanh niên như vậy, đừng nói đến cô gái bình thường, đến lão đại giả gái như Lưu Huy, trong nháy mắt, cũng muốn ở bên ông ta cả đời. Không có cách nào khác. Người đàn ông này quá ưu tú. Mọi phương diện đều tốt đến nỗi không có lấy một kẽ hở, quả thực giống như hình tượng người đàn ông hoàn hảo vậy, có cô gái nào mà không thích ông ta được chứ? Đương nhiên, dù sao thì Lưu Huy cũng là đàn ông, kiểu ý nghĩ kia là có, nhưng chỉ là chớp nhoáng thôi, giả gái một lúc, suýt chút nữa thì nhập vai vào nhân vật luôn. Đối mặt với Mỹ Nam kế của Long Bình Sinh, Lưu Huy không hề bị lay động, giữ vững ý nghĩ của bản thân, cố gắng để bản thân luôn thẳng. Tuyệt đối không thể bị bẻ cong, độ khó của thử thách này. Quả thực là rất khó thật. Còn về việc Long Bình Sinh đối xử với Lưu Huy, thì càng xem thì càng hài lòng, trên đường suýt chút nữa không nhịn được thì đã làm thịt Lưu Huy rồi. Tuổi ông ta lớn như vậy, đã từng gặp không ít người đẹp, nhưng cô hái cực phẩm đứng ở trước mặt, thì lại không gặp nhiều, thật sự là xinh đẹp đến nỗi trang nhã không dính bụi trần. Đương nhiên, kiểu người đẹp cực phẩm này, không phải là Long Bình Sinh chưa từng gặp qua, nhưng điều kiện hoàn cảnh thì khác, nên cảm nhận trong lòng cũng không giống nhau. Trước kia khi ở Hoàng Cung, ông ta muốn có kiểu phụ nữ nào mà không có, cho nên có hàng giai nhân cực phẩm thì không biết trân trọng. Nhưng đến ngọn núi lớn ở Vân Cương, các mặt hàng phụ nữ xung quanh ông ta, thực sự quá kém, so với những người mà ông ta từng tiếp xúc trước đó căn bản không ăn thua gì. Mấy ngày trước khó khăn lắm mới xuất hiện một cô gái tuyệt thế giai nhân, Long Bình Sinh trăm phương ngàn kế sử dụng hết sức hấp dẫn của mình để dẫn dụ cô ta, kết quả lại không được như mong đợi. Đúng, có sao phải nói vậy. Đối với phụ nữ, từ trước đến nay Long Bình Sinh luôn làm theo một quy tắc, dung mạo bình thường, thì ông ta sẽ không tôn trọng. Chỉ có phụ nữ cực phẩm thực sự, thì Long Bình Sinh mới dùng sức hấp dẫn của bản thân để chinh phục. Vì như vậy, sau khi có được những cô gái đó, sẽ có được cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Dực Cân, tình hình vết thương của cô thế nào rồi, có khá hơn chút nào không? Đúng lúc này, Long Bình Sinh mở lời, gương mặt anh Tuấn nở một nụ cười. Đỡ hơn nhiều rồi. Thái độ của Tô Dực Cân đối với Long Bình Sinh, rất lạnh nhạt, cảm kích đối phương, nhưng không đến mức phải lấy thân báo đáp. Nhưng đây chỉ là bề ngoài. Tô Dực Cân sớm đã đoán được thân phận của Long Bình Sinh, cho nên trong lòng cô vô cùng căm hận ông ta, tất cả chỉ là giả vờ, không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Long thiếu gia. Lúc này, Tô Dực Cân nhìn liếc nhìn Lưu Huy một cái, cô cứ cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là ai, do đó ánh mắt của cô lại dừng lại trên người Long Bình Sinh, hỏi dò cô gái này là ai vậy? Ha ha, Dực Cân, quên mất không giới thiệu với cô. Cô gái này là người tôi đụng trúng trong ngọn núi lớn ở Vân Cương, cô ấy tên là... Chấm. Thoát một cái Long Bình Sinh đã phản ứng kịp rồi, cười hỏi hỏi, cô gái, cả một quãng đường cô đi cùng tôi đến đây, tôi lại quên mất hỏi tên của cô có thể nói cho tôi biết được không? À, tôi tên Lưu Huy.
Lưu Huy nghe thấy người khác hỏi mình tên, liền phản xạ có điều kiện nói xong mới nhận ra có gì đó không ổn. Một cô gái xinh đẹp yểu điệu sao lại tên là Lưu Huy được chứ, nam tính quá đi. Lưu Huy á. Long Bình Sinh đối xử với Tô Dực Cân cũng như vậy, cho nên mới không giết, mà chính là giữ lại một mạng cho Tô Dực Cân, để Tô Dực Cân trọng thương mà chạy thoát. Sau đó, ông ta lại giả vờ là trừng phạt cao thủ gian ác, lời giải thích thì giống như ban nãy nói chuyện với Lưu Huy, ông ta lôi kéo làm quen với Tô Dực Cân, rồi đưa cô ấy về động phủ trị thương. Trong thời gian này, Long Bình Sinh chăm sóc thuốc thang cho Tô Dực Cân, thậm chí còn cung cấp thuốc, quan tâm chăm sóc Tô Dực Cân từng ly từng tí một. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối Tô Dực Cân vẫn giữ khoảng cách nhất định với ông ta, cũng không hề hứa hẹn sẽ trao trái tim cho ông ta. Long Bình Sinh không thiếu phụ nữ, ông ta muốn chinh phục Tô Dực Cân, thì lại càng khó chinh phục, sau khi chinh phục được thì sẽ có cảm giác thành tựu. Cho nên, từ đầu đến cuối Long Bình Sinh không hề để lộ bộ mặt thật sự của mình, ông ta cảm thấy không bao lâu nữa, bản thân có thể đánh cắp được trái tim của Tô Dực Cân rồi. Nhưng lúc này, Lưu Huy giả gái bước chân vào thế giới của Long Bình Sinh. Bây giờ Lưu Huy, xét về dung mạo, cũng không kém Tô Dực Cân là bao, thậm chí còn là lướt hơn mấy phần. Quan trọng nhất chính là, trong mắt của Lưu Bình Sinh, cô gái ở trước mặt, quyến rũ hơn Tô Dực Cân. Cho nên Long Bình Sinh mới có ý định từ bỏ Tô Dực Cân, sau đó lợi dụng việc vết thương của Tô Dực Cân đã khỏi hẳn để làm lý do, đuổi cô ấy đi. Đương nhiên, Long Bình Sinh không thể buông tha cho Tô Dực Cân, chỉ là muốn sau chuyện này sẽ đá tên giả gái kia, sau đó sẽ đuổi theo Tô Dực Cân, để giết bỏ. Dù sao cũng chỉ là một nữ cao thủ cảnh giới võ tôn, huyết dịch đối với tu luyện âm dương long thần công mà nói, thì vẫn có tác dụng. Cứ như vậy, Long Bình Sinh và Lưu Huy một nam một nữ, không đúng, nói chính xác thì là hai người đàn ông, rất nhanh đã đi tới cửa động phủ rồi. Chỗ này cỏ cây mọc thành bụi, xanh tươi tốt. Dùng mắt thường để nhìn xung quanh, cũng không thể phát hiện ra điều gì, không có công trình kiến trúc nào hết, cũng không có động phủ nào cả. Đến rồi, chính là chỗ này. Lúc này, Long Bình Sinh khẽ cười nói. Long Bình Sinh khựng lại một chút, sau đó nghi ngờ nói, cô gái, cô không nói đùa chứ, Lưu Huy không phải tên của đàn ông sao? Cái này, chấm. Lưu Huy rất nhanh liền kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy sự gượng gạo nói, Long thiếu gia, anh đoán không sai, quả thực, đó không phải là tên của tôi. Tôi có một người anh trai ruột, anh ấy tên là Lưu Huy, đáng tiếc, anh ấy bị người khác hại chết nên đã mất sớm. Trong mắt Lưu Huy ửng đỏ, tủi thân nói, anh ấy mất được 2 năm thì tôi ra đời. Vì muốn giữ lại sự nhớ nhung, nên cha mẹ ta đã gọi tôi là Lưu Huy, để cho tôi nhớ thật kỹ mối thù của anh trai, cố gắng tu luyện, tranh thủ thời gian rồi đến một ngày nào đó, có thể báo thù cho anh trai. Lưu Huy lau lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, mấy tông phái lớn đáng ghét, đã giết anh trai tôi, ép cha mẹ tôi phải thỏa hiệp, món nợ này, đời này tôi không thể nào quên được. Ngại quá Long thiếu gia, tôi nói với anh chuyện gia đình tôi nhiều như vậy, khiến anh chê cười rồi. Nói xong, Lưu Huy xấu hổ nói thêm. Ôi, có làm sao đâu, cô chịu nói ra những lời này với tôi, rõ ràng là đã không coi tôi là người ngoài rồi, tôi vui còn không kịp đây này. Long Bình Sinh nở một nụ cười, sau đó lại thẳng thắn nói, còn nữa, Lưu Huy, cô yên tâm đi, mối thù của anh trai cô, cứ giao cho tôi xử lý. Bây giờ tình thế không còn hỗn loạn như trước nữa, thế mà lại dám coi mạng người như cỏ rác, còn có lẽ trời, có vương pháp không vậy, tôi tất nhiên sẽ đòi lấy công đạo cho nhà cô. Á, Long thiếu gia, nhưng mà, các tông phái lớn kia rất mạnh, nghe nói tông chủ là cảnh giới võ tông đỉnh phong đó. Lưu Huy cố ý nói như vậy, là muốn kích thích tính muốn bảo vệ của Long Bình Sinh. Hừ, cái này thì là cái thá gì, tôi không sợ. Long Bình Sinh tự tin nói, từ nay về sau, gia tộc các cô cứ coi tôi như một chỗ dựa, như thế sẽ không có người dám ức hiếp các cô nữa. Cảm ơn Long thiếu gia ạ. Lưu Huy giả vờ như luống cuống chân tay, cảm kích nói, thật không biết nên báo đáp anh như thế nào đây. Tôi đây làm việc, từ trước đến nay không màng đến việc báo đáp,
nếu không thì có khác gì với những người có dáng vẻ đạo mạo kia đâu chứ. Trong mắt Lưu Huy hiện ra một ngôi sao nhỏ, khuôn mặt tràn đầy sự kính trọng nhìn sang Long Bình Sinh, giống như kiểu đang tán dương một vị anh hùng vô địch vậy. Điều này khiến Long Bình Sinh vô cùng hài lòng, khóe miệng nở một nụ cười sảng khoái, cho rằng mình đã có được cô gái xinh đẹp ở trước mặt. Kiểu người như ông ta, dựa vào thủ đoạn mới có được phụ nữ, kinh nghiệm cũng có quá nhiều rồi. Những người con gái kia đấu tranh vật lộn để ông ấy chú ý đến, nên đã khiến ông ta mất đi cảm giác vui vẻ, và cũng cảm thấy không thú vị gì cả. Ông ta chỉ muốn dựa vào thực lực của mình để chinh phục những mỹ nữ cực phẩm, bây giờ lại dễ dàng có được một cô gái yểu điệu phong tình, thì cứ cho là sự phong độ của mình đã tăng lên một chút. Dễ chịu thật. Còn về Tô Dực Cân ở bên cạnh, Long Bình Sinh đã từ bỏ rồi. Cô gái này tuy đẹp thật, nhưng khí chất có phần lạnh lùng, không cho ai tới gần, không thú vị, quá là nhạt nhẽo. Nếu như là trước kia, Long Bình Sinh sẽ còn cố gắng thêm một chút, tranh thủ theo đuổi đối phương một chút. Nhưng bây giờ đã có mỹ nhân đẹp lạ rồi, Long Bình Sinh cũng không lãng phí tâm tư nữa, dứt khoát từ bỏ luôn. Lưu Huy sao? Lúc này, Tô Dực Cân ngạc nhiên nhìn cô gái ở phía đằng xa đang tỏ vẻ thẹn thùng kia, thì chợt nhớ tới, cô gái này sao lại giống Lưu Huy thế chứ? Tô Dực Cân và Lưu Huy cũng từng chạm mặt nhau, Tô Thương từng đưa Lưu Huy ra chiến trường cứu cô, cho nên Tô Dực Cân có ấn tượng sâu sắc với Lưu Huy khắc sâu ấn. Tên anh trai sao? Bề ngoài Tô Dực Cân không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại mơ hồ suy đoán. Cô ấy kết luận. Cô gái Lưu Huy tuyệt phẩm ở trước mắt này, chắc chắn là Lưu Huy thuộc hạ của Tô Thương. Nếu như Tô Thương không ở bên ngoài, thì Tô Dực Cân không dám chắc, nhưng bây giờ, cô ấy lại càng chắc chắn, Lưu Huy chính là người mà mình quen biết. Chị, Dực Cân. Lúc này, Lưu Huy nhìn sang Tô Dực Cân, nói với giọng điệu giả nai, tôi nghe anh Long gọi chị là Dực Cân, tôi gọi chị là chị Dực Cân, chị sẽ không tức giận chứ? Hả? Ý gì vậy? Cậu ta muốn mình cùng phối hợp làm gì sao? Chị, đừng đoán mò nữa, anh ta chính là Lưu Huy, vì sự an toàn, bây giờ chị hãy cố tình gây sự với anh ta đi. Tô Thương bỗng âm thầm truyền tin nói, cái tên Long Bình Sinh kia, chắc chắn sẽ mời chị ra khỏi động phủ, còn em, sẽ tìm cơ hội ra tay. Như vậy được không thế, các em có gặp nguy hiểm không? Tô Dực Cân ân cần truyền tin. Chị không cần phải lo cho bọn em tự biết chừng mực. Tô Thương trấn an nói. Được. Tô Dực Cân đồng ý, sau đó nhận lấy ánh mắt của Lưu Huy, giọng lạnh lùng nói, cô kêu ai là chị vậy? Tôi có nói là tôi lớn tuổi hơn cô sao? À cái này, chấm. Lưu Huy thấy Tô Dực Cân tức giận, vội rụt rè trốn ở sau lưng Long Bình Sinh, nhỏ giọng nói, anh Long anh nhìn đi, chị Dực Cân hung dữ thật đấy. Lưu Huy, cô đừng sợ, chắc Tô Dực Cân cũng không cố ý tức giận với cô đâu. Long Bình Sinh an ủi. Tôi biết tính tôi yếu đuối, nên chỉ có thể cố nhẫn nhịn thôi. Lưu Huy vừa lau nước mắt, vừa nức nở nói, nếu như tính tôi mà dũng cảm mạnh dạn như chị Dực Cân thì tốt biết mấy, như thế người xấu mới không dám gây khó dễ cho nhà chúng tôi, đều tại tôi không tốt, tôi không bằng chị Dực Cân. Đừng khóc đừng khóc. Trái tim Long Bình Sinh như vỡ vụn, vội lau nước mắt cho Lưu Huy, sau đó nhìn về phía Tô Dực Cân thản nhiên nói, Dực Cân, tôi giữ cô lại ở đây là tiện để cho cô trị thương, bây giờ vết thương của cô cũng sắp khỏi rồi, có phải cũng nên rời đi rồi hay không? Vâng, phần ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ, sau này ắt sẽ báo đáp. Tô Dực Cân hành lễ nói. Báo đáp thì thôi đi, tôi không cần. Long Bình Sinh nói một cách lạnh nhạt. Đương nhiên là vì chuyện Lưu Huy bị sỉ nhục cho nên mới trưng ra bộ mặt như vậy. Đương nhiên, trong lòng ông ta đã phán tội tử hình cho Tô Dực Cân, nhất định sẽ không cho cô ấy ra hỏi Vân Cương. Cáo từ. Tô Dực Cân không ở lại thêm nữa, sau khi hành lễ, liền nhún người bay lên, rời khỏi động phủ. Sau khi Tô Dực Cân rời đi, trong động phủ chỉ còn lại cô nam quả nữ Long Bình Sinh và Lưu Huy. Em gái Lưu Huy, cô ở chỗ này chờ chốc lát, tôi ra ngoài thu thập một ít đồ ăn hoang dã cho cô nếm thử. Long Bình Sinh cười nói, tay nghề của tôi rất tốt,
nhất định sẽ không để cô thất vọng. Nói rồi Long Bình Sinh định rời khỏi động phủ, muốn đuổi kịp Tô Dực Cân để xóa sổ cô ấy. Nếu mình không có được thì cũng không cần phải dùng sức mạnh nữa, cứ trực tiếp chết giết đi. Năng lượng ẩn chứa trong máu của một người phụ nữ cảnh giới võ tôn rất có lợi cho Âm Dương Long Thần Công. Tôi đã coi thường trận pháp này rồi, Lưu Huy, bám lấy anh ta, cho thêm tôi 5 phút nữa. Tô Thương luôn luôn chú ý đến tình huống trong động phủ, vừa nghe thấy Long Bình Sinh muốn ra ngoài liền vội vàng truyền âm cho Lưu Huy. Nhận được truyền âm của cậu chủ, Lưu Huy liền mở miệng cười nói, anh Long, bây giờ tôi vẫn chưa đói, không muốn ăn gì cả. Anh Long, đầm nước ở đây đúng là kỳ quái, tại sao lại có màu đỏ thẫm giống như dung nham vậy? Lưu Huy vội vàng đổi chủ đề. Cái này sao? Long Bình Sinh dừng bước lại, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, đây vốn là bí mật của Long thị chúng tôi, nhưng nếu em gái Lưu Huy đã mở miệng hỏi, đương nhiên tôi phải nói cho cô biết rồi. Đầm nước này tên là Nhật Đàm, theo tôi tính thì nó đã tồn tại được ít nhất mấy chục ngàn năm, bởi vì chất lỏng chảy trong đó có màu như dung nham và mặt trời chói lóa rất thú vị, cho nên mới được đặt tên là Nhật Đàm, do đời đời người trong tộc Long thị chúng tôi trông coi. Long Bình Sinh cười nói, Nhật Đàm này có hiệu quả rất lớn đối với việc tu luyện công pháp chí thuần chí dương, cũng có thể áp chế khí âm hàn trong cơ thể, là một động thiên đất lành hiếm có. Qua! Không ngờ nó lại có lai lịch lớn như vậy. Lưu Huy vô cùng sùng bái, bây giờ anh ta không cần làm gì khác, chỉ cần kéo dài thời gian là được, liền hỏi, anh Long, mọi người đều nói Nhật Nguyệt Đàm gì đó, nếu có Nhật Đàm, có phải cũng sẽ có Nguyệt Đàm hay không? Ha ha, cô nói đúng rồi. Long Bình Sinh khẽ cười nói, ở trong trời đất này thật sự có Nguyệt Đàm, đó là một đầm nước trong suốt thấy đáy, bên ngoài có ánh sáng chuyển động giống như tinh hoa Nhật Nguyệt vậy. Chỉ là Nguyệt Đàm không thuộc sự quản lý của người trong tộc Long thị chúng tôi, mà là ở đất tổ của nhà họ Tây, đời đời kiếp kiếp do nhà họ Tây bảo vệ. Long Bình Sinh cười nói tới Nguyệt Đàm, nó không hề đơn giản, nghe nói ở đó có một cái giường hàn băng, chỉ cần ngồi trên giường hàn băng tu luyện, một tháng sẽ bằng một năm, cũng không biết là thật hay giả. Giường hàn băng. Lời này gợi lên lòng hiếu kỳ của Lưu Huy, hơn nữa anh ta còn muốn kéo dài thời gian. Liền hỏi tiếp, anh Long, chắc hẳn anh đã từng đi đến Nguyệt Đàm rồi nhỉ, đã bao giờ nhìn thấy giường hàn băng chưa? Tôi chưa đến đó bao giờ. Long Bình Sinh lắc đầu nói, tôi mới chỉ nhìn thấy lời giới thiệu đó trong sách cổ, chứ chưa từng đến Nguyệt Đàm, nếu như sau này có cơ hội, tôi rất muốn đến đó mở mang kiến thức. Anh Long, đến lúc đó có thể đưa tôi đi cùng không? Lưu Huy nũng nịu cầu xin. Ha ha, dĩ nhiên là được. Long Bình Sinh sảng khoái đồng ý, đưa mắt nhìn xuống Lưu Huy, càng xem càng hài lòng. Lưu Huy nắm lấy cơ hội này, bắt đầu tán gẫu câu được câu không với Long Bình Sinh, trong lời nói mơ hồ thể hiện ra sự bái phục với Long Bình Sinh. Cứ như thế, đương nhiên Long Bình Sinh cũng đồng ý nói chuyện phiếm với Lưu Huy, hơn nữa còn vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Dần dần, hai người đã giống như một đôi thanh niên trai gái mới quen. Vẫn còn duy trì một khoảng cách với nhau, nhưng nhìn qua lại giống như đang thu hút lẫn nhau, ai nấy đều có ấn tượng rất tốt về đối phương. Chấm chấm chấm. Vào giờ phút này. Bên ngoài động phủ. Bởi vì trận pháp bên ngoài động phủ có thể ngăn cách khí tức, không chỉ có người bên ngoài không thăm dò được sự tồn tại của người bên trong, mà người ở bên trong cũng không có cách nào cảm giác được bên ngoài. Cho nên Tô Thương cũng không để chị mình chạy trốn thật. Lúc này Tô Dực Cân đang ở ngay bên cạnh anh. Còn Tô Thương thì dùng hai tay tạo quyết, đang muốn phá giải trận pháp của Nhật Đàm. Lúc trước anh còn tưởng rằng sẽ có thể phá giải rất nhanh, nhưng đến lúc thực hiện mới biết vẫn phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng cũng không có vấn đề lớn lắm, chỉ cần tốn vài ba phút nữa thôi, chắc chắn anh có thể thành công. Em trai, em còn nhớ trận pháp, lúc này Tô Dực Cân nói thầm trong lòng. Để không cho Long Bình Sinh biết, cô ấy không phát ra tiếng, mà dùng phương pháp vừa rồi để nói chuyện với Tô Thương. Vâng. Tô Thương gật đầu, truyền âm cười nói chị, đối với em, trận pháp chỉ là một món ăn thôi. Vậy thì tốt, nhưng mà tên Long Bình Sinh này, chị đã quan sát anh ta mấy ngày, anh ta cũng không phải võ tôn đỉnh phong,
Tô Dực Cân nhắc nhở, thực lực của anh ta sâu không lường được, chắc hẳn là đã đặt chân đến cảnh giới võ thánh, nếu không sẽ không thể đánh bại chị dễ như trở bàn tay được. Chị nói đúng, mà cũng không đúng, anh ta quả thật không phải võ tôn đỉnh phong, nhưng cũng không phải võ thánh. Tô Thương cười một tiếng, truyền âm nói, anh ta đã đặt chân đến cảnh giới võ thần rồi, cũng không phải là võ thần lục địa, mà là võ thần thực thụ. Cái gì? Tô Dực Cân suýt nữa la lên thất thanh, khiếp sợ nói, võ thần, giới luyện võ cổ mới cải biến được nửa năm, không ngờ trên đời lại có cao thủ cảnh giới võ thần, quá không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu chỉ đột nhiên lấy được một lực lượng thần bí, bước ra một bước sẽ là cảnh giới võ tôn. Tô Dực Cân nói tiếp, lúc đó chỉ còn tưởng mình gặp may mắn, sau đó mới nghe nói đến chuyện xảy ra ở núi Võ Đang, em trai, chuyện này còn phải cảm ơn em đấy. Chị, khách khí làm gì, đều là người nhà cả, nói cảm ơn với em cái gì? Tô Thương cười truyền âm. Trận pháp này cũng không phức tạp lắm, lấy cường độ linh hồn của Tô Thương bây giờ, đương nhiên có thể vừa trò chuyện vừa phá giải. Ha ha, đúng thế thật, người một nhà không nói lời hai nhà, em đã trưởng thành rồi. Tô Dực Cân hài lòng nhìn về phía Tô Thương, sau đó tiếp tục nói, nửa năm qua, chị đã cố gắng tu luyện. Rốt cuộc cũng có cơ hội đặt chân đến võ tôn đỉnh phong. Chị vốn tưởng rằng mình sẽ rất mạnh, nhưng ai ngờ được trong ngọn núi Vân Cương nho nhỏ này lại có tán tu cảnh giới võ thần. Đối mặt với anh ta, chị thật sự không thể làm gì được, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Nói tới chỗ này, Tô Dực Cân cười khổ, hiển nhiên đã bị đả kích. Chị, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thật ra thì bây giờ võ tôn đỉnh phong đã là cường giả đứng đầu rồi. Tô Thương trấn an, còn nữa, chị chỉ thấy Long Bình Sinh kia có thực lực cao cường, vậy chị có biết Long Bình Sinh bao nhiêu tuổi rồi không? Bao nhiêu tuổi, Tô Dực Cân nghi ngờ nói. Không thấp hơn 400 tuổi. Tô Thương nói tiếp, bản thân anh ta chính là một thiên tài, lại ở hoàng gia, từng là hoàng chủ, có tài nguyên dùng mãi không hết. Người như vậy sẽ tích lũy rất nhiều, đợi sau khi cải biến giới luyện võ cổ. Thực lực đột nhiên bùng nổ tăng mạnh là điều quá bình thường, hơn nữa anh ta lại đi lệch đường, lấy máu của phụ nữ để trừ tà đạo, làm tăng tốc độ tu luyện lên. Tô Thương cười nói, cho nên chị không cần hâm mộ anh ta, cũng đừng bị anh ta đã kích, người như vậy cũng rất hiếm thấy. Hóa ra là thế. Nghe được Tô Thương an ủi, lúc này trong lòng Tô Dực Cân mới dễ chịu hơn một ít, sau đó hỏi, em trai. Em biết anh ta là võ thần sơ kỳ mà còn dám đối đầu với anh ta, chẳng lẽ em đã đặt chân đến hóa thần? Hóa thần? Tô Thương lắc đầu nói, vậy thì chưa, bây giờ em mới chỉ ở cảnh giới nguyên anh, nhưng em nắm chắc có thể làm đối thủ của võ thần sơ kỳ. Em nắm chắc thì tốt, chị yên tâm rồi. Tô Dực Cân thở phào nhẹ nhõm, ngay sau nở nụ cười, vui mừng nói, em trai, tốc độ trưởng thành của em càng ngày càng khoa trương. Mấy lần gần đây, mỗi một lần thấy em đều khiến chị rất kinh ngạc, nhất là lần này. Tô Dực Cân vui vẻ nói, không ngờ em đã thành công đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh, mạnh hơn ông cố ngày xưa, nhà họ Tô chúng ta sắp quay lại thời kỳ đỉnh cao và quang vinh rồi. Ha ha, chị, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này chắc chắn nhà họ Tô sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ, vang danh khắp ngoại vực. Tô Thương nghiêm túc nói. Được được được. Tô Dực Cân vô cùng vui vẻ, sau đó hỏi, em trai, chị không biết nhiều về chuyện ở núi Võ Đang lắm, quan hệ của em với Thái Sơn như thế nào rồi, bọn họ vẫn chưa cho em gặp mẹ sao? Làm sao có thể chứ, ông ngoại? Tô Thương đang muốn nói gì, lúc này Tô Dực Cân lại tức giận nhìn Tô Thương một cái, chất vấn trong lòng, em lại gọi ông ta là ông ngoại, chị không nghe nhầm chứ? Chuyện này khá phức tạp, chị hãy tiêu hóa đoạn ký ức này đi. Sau đó sẽ biết được đại khái. Tô Thương nở nụ cười, sau đó rót vào trong đầu Tô Dực Cân một đoạn ký ức. Rất nhanh, Tô Dực Cân đã tiêu hóa xong, cũng không còn ý kiến gì với Thạch Hạo Hãn nữa. Sau đó Tô Dực Cân lại hỏi, em trai, em đã đi gặp mẹ chưa? Sau khi giới luyện võ cổ cải biến, em biết linh khí trên trái đất sắp hồi phục, lại phải vất vả chiến đấu nhiều lần. Tô Thương cười khổ nói, thời gian quá gấp, em liền lựa chọn bế quan, mấy ngày trước mới xuất quan, sau khi xuất quan lại có đủ chuyện, vẫn chưa thể đến Thái Sơn được.
Lúc trước em xuất quan thấy cha và ông nội, bọn họ nói chị mất tích, hôm qua em mới rảnh để điều tra tin tức của chị. Tô Thương tiếp tục nói, biết được chị mất tích ở gần núi Vân Cương, nơi này lại có tán tu ăn thịt người nhà xương, em liền thuận tiện lấy lý do vì chị gặp phải chuyện không may nên muốn tới báo thù. Ai ngờ chị vẫn chưa chết, chị, Long Bình Sinh kia là sao, tại sao không giết chị, chẳng lẽ thấy chị xinh đẹp nên không nỡ giết? Tô Thương trêu ghẹo. Chị cũng không biết. Tô Dực Cân cười nói, nhưng mà anh ta lấy lòng chị là thật, mấy ngày nay, ngày nào cũng giống khổng tước xòe đuôi, thể hiện ra chính bản thân mình trước mặt chị. Nhưng chị lại không ngốc, thực lực mạnh như vậy, lại có động phủ ở núi Vân Cương, chắc chắn sẽ có liên lạc với tán tu kia, biết đâu anh ta lại chính là tán tu đó thì sao, sao chị có thể mắc lừa anh ta được? Tô Dực Cân cười nói. Chị anh Minh. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, em đoán trừ việc anh ta muốn dùng mị lực chinh phục chị ra còn một nguyên nhân khác, đó chính là anh ta mới vừa lên đến cảnh giới võ thần, trong thời gian ngắn vẫn chưa cần máu. Nói cách khác, anh ta đã ăn no, cho nên chị mới an toàn, nếu như là trước khi anh ta lên võ thần, chắc chắn anh ta sẽ không thương hương tiếc ngọc, sợ rằng sẽ trực tiếp xóa sổ chị để chị làm chất dinh dưỡng cho mình. Ánh mắt Tô Thương trầm xuống. Cười lạnh nói, chị không cần phải suy đoán mấy chuyện này nữa, cứ an toàn là được, em đã nắm giữ trận pháp cửa động, rất nhanh Long Bình Sinh sẽ phải chết. Chị, nhà họ Tô có một bảo vật, chắc chị cũng biết nhỉ, bây giờ em sẽ thu chị vào trong tháp hư không, sau khi giải quyết xong chuyện này em sẽ thả chị ra. Tô Thương đề nghị. Ừ, Tô Dực Cân biết mình ở đây chỉ mang thêm phiền toái cho Tô Thương, liền gật đầu. Sau khi được chị đồng ý. Tô Thương liền suy nghĩ một cái, tháp hư không lập tức hiện lên. Gặp lại sau. Tô Thương mở một nụ cười tự tin, sau đó thu chị vào trong tháp hư không. Còn về tháp hư không, mặc dù lát nữa sẽ dùng đến, nhưng Tô Thương định len lén chạy vào, tìm cơ hội cho một kích mất mạng, cho nên vẫn thu vào trong cơ thể. Sau đó, Tô Thương mở trận pháp cửa động ra, len lén chạy vào, sau đó đóng cửa trận pháp lại. Toàn bộ quá trình hết sức nhanh chóng, ngay cả 0,1 giây cũng không dùng đến. Hả? Long Bình Sinh đang nắm tay Lưu Huy ngồi bên cạnh Nhật Đàm, vừa cười vừa nói chuyện phiếm, bỗng nhiên nhận ra được sự khác thường. Trận pháp xảy ra vấn đề. Long Bình Sinh đưa mắt nhìn sang, lại không phát hiện bất kỳ dị thường gì, trận pháp cũng không có dấu vết hư hại, liền cho rằng là mình đã quá lo lắng. Anh Long, sao vậy? Lưu Huy nói. Không có gì. Long Bình Sinh nắm tay Lưu Huy, nho nhã cười nói, Lưu Huy cô nương, cô đã bao giờ nghĩ đến việc cô chính là cô, chứ không có nghĩa là bất cứ người nào khác, cái tên Lưu Huy này dành cho cô đúng là không hề tao nhã. Nếu như cô có ý định đổi tên thì có thể nói cho tôi sẽ lấy giúp cô một cái tên rất hay. Không đủ tao nhã. Ông đây có cái tên đó mấy chục năm rồi, có tao nhã hay không, ông đây còn không biết sao. Mẹ nó anh còn muốn đổi tên cho ông đây, nằm mơ đi đi. Lưu Huy đang muốn từ chối, Tô Thương lại đột nhiên dùng linh hồn truyền âm nói, Lưu Huy, tôi vừa vào rồi, anh cố gắng nói chuyện mạnh dạn hơn chút, hãy ám chỉ anh ta rằng anh muốn bị anh ta. Ừm, đúng, chính là làm loại chuyện đó, để anh ta buông lỏng cảnh giác. Tôi, Lưu Huy bài xích nói, xấu hổ lắm cậu chủ, một người đàn ông như tôi lại ve vãn một người đàn ông khác. Quá xấu hổ, không được, tôi tuyệt đối không thể làm loại chuyện này, nếu không tôi còn mặt mũi nào để đi gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Lưu nữa, bọn họ sẽ không nhận đứa con cháu nực cười này đâu. Sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ giúp anh đặt chân đến cảnh giới võ tôn. Tôi thương thản nhiên truyền âm. Cậu chủ, chuyện nhỏ này cứ giao cho tôi đi. Đậu má! Anh Long, anh còn biết đặt tên sao, thật là lợi hại. Lưu Huy vô cùng sùng bái nhìn Long Bình Sinh. Đương nhiên rồi, đặt tên không phải là chuyện đơn giản, cần kết hợp ngày sinh bát tự và thuộc tính ngũ hành, không thể lơ là. Long Bình Sinh cười nói, chờ ngày nào có thời gian, tôi sẽ lấy cho cô một cái tên thật hay. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, sau này sẽ còn gặp lại không? Lưu Huy nhỏ giọng nói, trong giọng nói có chút không nỡ. Em gái Lưu Huy. Chỉ cần cô đồng ý thì chúng ta có thể ở cùng với nhau mãi mãi, không ai có thể chia cắt chúng ta. Long Bình Sinh đột nhiên ôm Lưu Huy vào lòng,
cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, vô cùng thâm tình nói, cho dù bãi bể nương dâu, dù biển cạn đá mòn, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cô. Chúng ta sẽ lên đỉnh Thái Sơn uống rượu, đến Hồ Tây Tử ngắm cảnh, đến đồng cỏ Mông Cổ khiêu vũ, lại đến Miêu Cương, thiên hạ rộng lớn, tôi có thể đi cùng cô mãi. Anh Long, Lưu Huy giống như vô cùng xúc động, lưu luyến nhìn vào mắt Long Bình Sinh, trong mắt lóe lên những vì sao. Em Lưu Huy, Long Bình Sinh cảm thấy thời cơ đã đến rồi, liền ôm Lưu Huy lên, chậm rãi đi tới mép giường. Đối với Lưu Huy mà nói, hôm nay chắc chắn là một ngày kinh động hồn phách. Chính mình vậy mà biến thành con gái, còn bị một người đàn ông ôm lên giường. Lưu Huy giờ này phút này, có một loại cảm giác như bị chó cắn vậy, cảm xúc từ sâu trong nội anh tâm, cực kỳ phức tạp. Nhưng anh ấy không biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn phải biểu hiện ra sáng vẻ vui vẻ, còn có một tia hy vọng. Đối với yêu cầu khả năng diễn xuất này, tất nhiên là cực cao, vì có thể tấn cấp võ tôn, Lưu Huy hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới những chuyện xấu hổ này rồi. Anh ấy không chỉ có cái nhìn cực kỳ vui vẻ, mà hai cánh tay còn ôm lấy cổ của Long Bình Sinh, nét mặt vui cười, đồng thời còn có chút ngượng ngùng nữa. Em gái Lưu Huy, yên tâm đi, anh sẽ rất nhẹ thôi, không làm em đau đâu. Long Bình Sinh dịu dàng nói, sau đó liền đặt Lưu Huy lên giường, bắt đầu cởi váy Lưu Huy. Lúc này, tên đàn ông giả gái Lưu Huy bỗng nhiên ý thức được vấn đề này, phía dưới của mình còn có đặc trưng của đàn ông. Nếu mà cởi vảy ra, cái đó mà còn lớn hơn Long Bình Sinh thì thật xấu hổ lắm nha. Sau khi kịp phản ứng lại, Lưu Huy thẹn thùng nói ra anh. Anh Long, để tự tôi cởi ra là được rồi, anh tự cởi của anh đi, để tôi xem thử anh có cơ bụng hay không nào. Ha ha ha, được, bình thường anh rất hay quan trọng chuyện bảo vệ cơ thể đó, bụng anh có 8 múi luôn đó, vậy anh cởi ra cho em xem một chút nha. Nhắc đến cơ bụng, Long Bình Sinh nhất thời đắc ý, vội vàng cởi quần áo của mình ra. Lưu Huy cũng từ từ cởi chiếc áo trên vai của mình xuống, dần dần lộ vai. Da thịt của em gái Lưu Huy thật trắng, thật mềm. Long Bình Sinh trợn mắt lên nhìn, không kiềm hãm được mà nuốt hai ngụm nước bọt, vừa cởi quần áo vừa thưởng thức. Thời cơ chín muồi, cơ hội tốt. Đúng lúc này, Tô Thương xuất hiện, bỗng nhiên lấy ra chìa khóa của Đông Phủ và Tháp Hư Không. Bù, bù. Sau một giây, hai món chí bảo đều xuất hiện bên cạnh Tô Thương, tản ra uy thế kinh khủng, bao phủ toàn hiện trường. Hửm, ai đó? Long Bình Sinh trong lòng giật mình, nhận ra được có chuyện không hay xảy ra, vừa nhìn thấy dáng vẻ Tô Thương, Tháp Hư Không và chìa khóa của Đông Phủ đã tập sát tới nơi rồi. Cho đến lúc này, Long Bình Sinh muốn phản kháng, nhưng căn bản không còn kịp nữa. Ngay lập tức, hai chí bảo một trước một sau, đạp vào trên người Long Bình Sinh. Phụt! Cơ thể Long Bình Sinh, trực tiếp bị đánh bay, sau khi rơi xuống đất, liền phun ra một vũng máu, toàn thân khí tức uể oải, chỉ còn lại một hơi thở cuối. Đường đường là người luyện võ cảnh giới võ thần sơ kỳ, còn chưa kịp ra tay, đã bị Tô Thương đánh bỏ đi rồi. Thu lại! Sau khi đánh lén thành công, Tô Thương vừa động suy nghĩ, liền thu Tháp Hư Không và chìa khóa của Đông Phủ vào cơ thể. Ngay sau đó, Tô Thương nhanh chân đi đến trước mặt Long Bình Sinh, từ trên cao nhìn xuống, thoải mái cười nói, Long Bình Sinh, thật xin lỗi, lại dùng cách này để gặp mặt ông. Tiểu nhân hèn hạ, dám lập mưu với tôi. Long Bình Sinh giận không kìm được, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Thương, chất vấn, chó má kia, mày là người ở đâu, ai phái mày tới hả? Tôi tên là Tô Thương. Tô Thương thản nhiên nói, không ai có thể sai khiến tôi hết, là tự tôi tới, Tô Dực Cân, là chị gái tôi. Chị ruột của tôi đó nha, ông chọc vào ai không chọc, mà hết lần này đến lần khác lại trêu chọc chị ấy, rõ ràng là muốn chết mà. Tô Dực Cân. Long Bình Sinh nhíu mày, sau đó nói, người anh em, có phải cậu hiểu lầm gì không nhỉ, chị của cậu bị tà tu làm cho bị thương, là tôi giúp cô ấy trị thương. Vừa rồi tôi còn để cho cô ấy đi rồi. Cậu muốn báo thù cho chị gái của mình, thì tìm tà tu nơi núi lớn Vân Cương chứ, qua hãm hại tôi làm cái gì chứ? Long Bình Sinh ý đồ lừa Tô Thương. Ha ha! Tô Thương cười lạnh nói, Long Bình Sinh, giả vờ cái gì chứ? Trước khi đến đây, tôi đã qua thành phố,
gặp Long Hành Thiên, anh ta đã nói cho tôi biết rồi. Ông vụng trộm tu luyện cấm thuật âm dương Long Thần Công của gia tộc Long Thị, cần lấy huyết dịch của phụ nữ làm chất dẫn, tội ác tày trời, không thể tha thứ. Tô Thương trầm giọng nói. Cậu chủ. Lúc này, Lưu Huy từ trên giường đứng dậy, đi đến nói những lời vô dụng với ông ta làm gì, trực tiếp giết chết không phải được sao? Cậu chủ. Ha ha ha, thì ra là thế à? Long Bình Sinh nhìn Lưu Huy một chút, sau đó nhìn lại Tô Thương, dù sao ông ta cũng là người sống mấy trăm tuổi, lập tức hiểu ra mọi chuyện, không ngờ Long Bình Sinh mình hôm nay, lại thua trong tay hai người như các cậu, chỉ trách tôi sơ ý mà, ai ra? Bây giờ hối hận không còn kịp nữa rồi, chịu chết đi. Ánh mắt Tô Thương run lên, lập tức định trực tiếp gạt bỏ Long Bình Sinh. Chờ một chút. Long Bình Sinh đã bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Thương, cười lạnh nói, Tô thiếu gia, tôi nhìn xương cốt cậu, tuổi không lớn lắm, mới hai mươi mấy tuổi mà có được thành tựu như vậy, chắc là một nhân vật không tầm thường rồi. Có điều, cậu có biết, hôm nay cậu giết tôi, thì có nghĩa là cậu bị người khác sử dụng làm vũ khí rồi không? Hửm. Tô Thương nhíu mày, nhẹ nhàng dò hỏi, nếu ông dám phát ngôn bừa bãi, để mong tôi tha cho ông một mạng, thế thì không cần đâu, vì ông chắc chắn phải chết. Chuyện cho tới bây giờ, tôi đã không thể sống sót được rồi, cậu đánh tôi trọng thương, nếu có thể nhặt lại một mạng, chỉ sợ cả đời này cũng không có cách nào trở lại đỉnh phong được, sống như thế này, thì thà chết còn sướng hơn. Long Bình Sinh sắp chết đến nơi, lại thản nhiên cười nói chỉ là nhân vật giống như Tô thiếu gia đây, không biết mình đang bị người khác lợi dụng, tôi cảm thấy không đáng thay cho cậu đó. Có chuyện gì cứ nói thẳng, Tô Thương lạnh lùng nói, tôi bị ai lợi dụng chứ? Ha ha, tất nhiên là cái tên hậu bối, Long Hành Thiên kia rồi. Long Bình Sinh nói tiếp, hừm, tất nhiên, người đứng sau cậu ta chính là người đã từng làm hoàng hậu của tôi, Hồng Phất. Lão già đó, không đơn giản đâu, bà ta không phải là người trái đất, mà là đến từ một nơi gọi là tinh vực chân võ. Long Bình Sinh nhìn sang Tô Thương, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, Tô thiếu gia, cậu muốn nghe chuyện này sao? Tinh vực chân võ. Hồng Phất. Tinh vực chân võ quả thực có một vị Hồng Phất võ đế, cái này thì Tô Thương có ấn tượng. Thời điểm anh làm Huyền Thiên Tiên Đế, đã nghe đến tinh vực chân võ có cao thủ, lấy võ thuật nhập đế cảnh, thành tựu tên võ đế, trong đó có Hồng Phất võ đế, là đại diện kiệt xuất nhất, thanh danh cực kỳ lớn. Long Bình Sinh nếu biết tinh vực chân võ, cũng biết chính xác danh hào của Hồng Phất võ đế, cũng không tính là nói dối rồi. Nói tiếp, Tô Thương thản nhiên nói, tôi ngược lại muốn biết, ông có thể nói ra chuyện gì? Ha ha, Long Bình Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, tôi nhắc đến tinh vực chân võ, đó là một cái tinh vực võ đạo cực kỳ cường đại, hệ thống cổ võ không bị đứt gãy, cao thủ như mây. Mà Hồng Phất từng là hoàng hậu của tôi, chính là một người nổi bật trong số đó, đặt chân đến cảnh giới võ đế, thực lực có thể so với tiên đế. Long Bình Sinh nói tiếp, chỉ có điều, mấy trăm năm trước, bà ta cùng cao thủ thanh hoàng nữ đế ở tinh vực khác quyết chiến, bị người đó đánh bị thương, mới có thể đi xuống trái đất, nương nhờ chỗ tôi. Hai người chúng tôi lúc mới bắt đầu, tâm đầu ý hợp, hài hòa với nhau, nhưng thời gian lâu dài, tình cảm liền phai nhạt, không còn cái gì mà thề non hẹn biển nữa. Long Bình Sinh cười khổ nói, về sau, tôi và một người mới lén lút qua lại với nhau, bị tay phát hiện, hoàn toàn chọc giận đến bà ta, từ đó về sau, bà ta bắt đầu khống chế triều đình, giam lỏng tôi, tình cảm của chúng tôi liền đi đến cuối đường. Tôi biết bà ta hận tôi, nhưng mấy trăm năm nay, bà ta vẫn luôn không giết tôi, mà thực sự thì không thể giết được tôi, vì trước đó chúng tôi từng có ước định, nếu bà ta giết tôi thì chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Tôi vốn tưởng là mình cứ tầm thường như thế cả đời, không đạt được thành tựu gì, nhưng ai ngờ được, vậy mà tôi lại đạt được phương pháp tu luyện âm dương Long Thần Công. Tôi tất nhiên không kịp chờ đợi tu luyện rồi, nhưng vừa tu luyện, tôi liền biết được, võ học cũng không phải hoàn chỉnh, nếu tiếp tục tu luyện thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng tôi vẫn cố tiếp tục tu luyện, thật sự là tôi muốn liều một lần. Kết quả là tôi đã thành công, lợi dụng huyết dịch của phụ nữ, bù vào những thiếu thốn của âm dương Long Thần Công, thậm chí còn khiến tôi tấn cấp nhanh hơn rất nhiều, cứ như vậy phát triển tiếp, trong thiên hạ này, còn ai là đối thủ của tôi chứ?
Long Bình Sinh tự chế giễu cười nói, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ được, cuối cùng tôi vẫn bị bọn họ lợi dụng tính kế. Mặc dù tôi không biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tô Dực Cân là Long Hành Thiên cố ý đưa tới, mục đích chính xác là vì kéo thù hận giữa tôi và cậu. Long Bình Sinh nhìn về phía Tô Thương, nói tiếp, bây giờ bọn họ đã được như ý rồi, Tô thiếu gia, giết tôi đi, ạc. Long Bình Sinh sở dĩ muốn nói ra những lời này, chủ động thẳng thắn với Tô Thương, cũng không phải thật sự muốn chết. Ông ta cố ý nói như vậy, chỉ là muốn xin tha thứ mà thôi, tưởng Tô Thương sẽ cực kỳ hận Long Hành Thiên cùng Hồng Phất, vì không để cho đối phương đạt được mục đích mà không ra tay giết mình. Nhưng ông ta nghĩ nhiều rồi, Tô Thương sao lại có thể mắc lừa được chứ, bất luận thế nào đi nữa, Long Bình Sinh đều là kẻ chắc chắn phải chết. Vì thế, Tô Thương không chần chờ chút nào, chỉ một chưởng đánh vào đỉnh đầu Long Bình Sinh. Cứ như vậy, Long Bình Sinh sống mấy trăm năm, chết đi trong sự kinh ngạc và không cam lòng, hồn lìa khỏi xác. Chuyện của ông là chuyện của ông, bọn họ lợi dụng tôi, là ân oán giữa tôi và họ, chuyện nào ra chuyện đó chứ? Tô Thương nhìn thoáng qua cái xác lạnh như băng của Long Bình Sinh, sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười, lẩm bẩm nói, võ đế Hồng Phất, thú vị lắm, không ngờ bà ta lại đến trái đất này, mà lại đến từ mấy trăm năm trước nữa chứ. Ở trái đất rốt cuộc là thứ gì, sao lại có nhiều cao thủ tới đây như vậy? Võ đế Hồng Phất đến trái đất lâu như vậy, không biết bây giờ là thực lực gì rồi. Nghĩ đến đây, Tô Thương lại nhìn ánh mắt xuống Long Bình Sinh. Sau đó bỗng nhiên giơ tay lên, lục soát linh hồn. Bí thuật lục soát linh hồn. Long Bình Sinh mặc dù là võ thần, tương đương với cảnh giới hóa thần trong hệ thống tu chân. Có điều, ông ta cuối cùng lại không phải hóa thần, cao thủ giới luyện võ, sức mạnh linh hồn cũng tính là khá yếu. Với cảnh giới của Tô Thương bây giờ, hoàn toàn có thể cưỡng ép sử dụng lục soát trí nhớ của Long Bình Sinh. Rất nhanh chóng. Những chuyện liên quan đến Hồng Phất Võ Đế, Tô Thương cũng hiểu biết sơ qua rồi. Thật buồn cười, Hồng Phất Võ Đế lấy võ nhập đạo, vậy mà khi đến trái đất lại là một người tu chân. Tô Thương khẽ cười nói, trong trí nhớ của Long Bình Sinh, Hồng Phất Võ Đế bị ảnh hưởng của điểm xấu nên chưa đột phá kết đan, chỉ là cảnh giới trúc cơ mà thôi. Hay nói cách khác, bà ta đặt chân đến giả đan cửu chuyển, nhưng cuối cùng vẫn không phải là kết đan chân chính. Tô Thương cười nói, loại thực lực này, trong mắt mình còn không thể chịu nổi một đòn. Còn nữa, có lẽ chuyện của chị gái mình, thật sự là do Long Hành Thiên bày ra. Hai mắt Tô Thương híp lại, cười lạnh nói, vừa hay, mình trên đường trở về Giang Bắc vẫn đi qua thành phố, Long Hành Thiên, tôi cần một lời giải thích từ anh. Nghĩ đến đây, Tô Thương vốn định vung tay lên, khiến cho Long Bình Sinh thịt nát xương tan. Nhưng vào lúc này, anh chợt phát hiện. Có một luồng sức mạnh cuồn cuộn xuất hiện, thoát ra khỏi cơ thể Long Bình Sinh, giống như định rời khỏi đây. Đây là, hoàng khí. Tô Thương tập trung nhìn vào, lập tức vui mừng cực kỳ, ha ha, khí của triều đình. Hoàng khí mấy ngàn năm tích góp của hoàng tộc, phần lớn đều bị Long Bình Sinh hút vào trong cơ thể rồi, chẳng trách mấy trăm năm rồi, dung mạo của ông ta vẫn như cũ, sau khi giới luyện võ biến đổi, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thế là lão già này, nhiều năm như vậy đều ăn uống hoàng khí à, gia tộc Long thì tích lũy bao nhiêu năm như thế, quy hết vào trong cơ thể ông ta rồi, dã tâm thật lớn quá. Tô Thương thoải mái cười nói, chẳng trách Long Hành Thiên muốn ông ta chết, người mang hoàng khí mạnh như ông ta, Long Hành Thiên thân là hoàng đếm không ghen tị mới là lạ. Cái hoàng khí này đến từ gia tộc Long Thị, cũng không phải là nhiều như nước. Nhưng chỉ cần Long Bình Sinh vừa chết đi thì hoàng khí chắc chắn phải trở về thành phố, đến lúc đó, Long Hành Thiên chẳng lẽ có thể khống chế được những hoàng khí này hay sao? Tô Thương lộ ra vẻ như đã nhìn thấu mọi chuyện, sau đó nói, có điều, đáng tiếc quá, gặp phải tôi, Long Hành Thiên, chỉ sợ những gì anh tính toán đều đã thất bại rồi. Nếu như chỉ bằng những thủ đoạn tự thân của Tô Thương, với cảnh giới của Tô Thương bây giờ, tất nhiên không có cách nào trói buộc được hoàng khí này rồi. Năng lượng hình thành tự nhiên giữa trời đất, đều rất khó trói buộc, cho dù không sản sinh ra linh trí, trừ khi phải dùng đến vũ lực áp chế. Nhưng khí lực của hoàng triều dày đặc như thế, không có thực lực độ kiếp hoặc độ kiếp trở lên, thì không có cách nào áp chế được. Nhưng Tô Thương thì khác, chỉ cần lấy khí lực của hoàng triều thu vào tháp hư không,
dùng tháp hư không để áp chế tất nhiên có thể khống chế những khí lực của hoàng triều này rồi. Thế là, Tô Thương vừa động suy nghĩ, tháp hư không tùy theo mà thể hiện, ngay sau đó liền lấy thi thể Long Bình Sinh hấp thu vào trong tháp hư không. Mà chính Tô Thương cũng bình tĩnh lại tinh thần, tiến nhập vào tháp hư không. Giờ này phút này, đây là một khoảng hư không vô biên vô tận, 49 thành viên huyết đồ dưới sự dẫn đầu của Tiêu Đình, luyện tập phục long hợp kích thuật, nhất thời khí thế ngập trời, cực kỳ khủng bố. Bọn họ mặc dù không có cảnh giới cố định, nhưng khi liên thủ lại, đơn thuần chỉ cần dựa vào sức mạnh của cơ thể, cũng đã có thể so với Nguyên Anh rồi. Cậu chủ. Cảm ơn cậu chủ, Tiêu Đình vô cùng vui mừng, cung kính nói cảm ơn. Cảm ơn cậu chủ. Cảm ơn cậu chủ. Cảm ơn cậu chủ. 49 thành viên huyết đồ nghe vậy, thì tất cả đều ôm quyền nói cảm ơn Tô Thương. Không cần phải khách khí, mọi người là thuộc hạ của tôi, giúp mọi người mạnh lên, là chuyện tôi nên làm. Tô Thương khẽ cười một tiếng, sau đó lại nói, đúng rồi, thi thể của ông ta, cũng giao cho mọi người. Ông ta là cao thủ võ thần đầu tiên của trái đất sau khi giới luyện võ cải biến thành công, có thể sánh với cảnh giới hóa thần, tinh huyết dồi dào, mọi người gặp may rồi. Còn về vòng tay chứa đồ của ông ta nắm giữ thiên hạ mấy trăm năm, trong vòng tay chứa đồ tất nhiên có không ít chân bảo, đan dược hiếm thấy, tất cả cũng đều cho mọi người đó. Tô Thương bổ sung một câu, sau đó liền thu hồi tâm thức của mình, quan sát một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại nơi Lưu Huy, anh cười cười nói, Lưu Huy, lần này may mắn mà có anh, nếu không tôi không cách nào nhẹ nhàng mà giết ông ta được nhanh như vậy. Lúc này, nhìn thấy Tô Thương xuất hiện, Tiêu Đình cùng 49 thành viên huyết đồ, ồn ào kết thúc tu luyện, mặt hướng về Tô Thương, cung kính quỳ một chân xuống hành lễ. Đứng lên đi. Tô Thương gật gật đầu, sau đó nói rằng, hôm nay tôi tới là đưa cho các cậu một cơ duyên đây. Vừa nói, Tô Thương liền nhấc tay lên chỉ thi thể của Long Bình Sinh cách đó không xa. Khí huyết của cái xác này, thật sự tinh khiết, ông ta là người luyện võ cảnh giới gì vậy, sao lại có được khí huyết kinh khủng như vậy chứ? Không chỉ có thế, sao tôi nhận ra được, có một lực lượng cường đại từ trong ra ngoài cơ thể ông ta luôn vậy. Cái này còn cần nghi ngờ gì nữa chứ, cái năng lượng kia thực sự có đó, liếc một chút là có thể nhìn thấy được rồi. Lực lượng này, có khí lực của hoàng gia, uy nghiêm, cuồn cuộn, khiến cho người người sợ hãi nha. Một đám thành viên huyết đồ, nhìn sang thi thể của Long Bình Sinh bình luận ầm ĩ, đồng thời trợn hết mắt lên rồi. Cậu chủ. Trong đó, Tiêu Đình kích động nói, cái xác này và cái nguồn năng lượng này, là cho chúng tôi à? Tô Thương cười cười nói, người này là lão hoàng thượng mấy trăm năm, vì tăng thêm tốc độ tu luyện, không chuyện ác nào mà không làm, lại hấp thụ huyết dịch của phái nữ, còn chủ ý đánh chị gái tôi, nên tôi mới ra tay giết chết ông ta. Các cậu đoán không sai, trong cơ thể ông ta có hoàng khí của gia tộc Long Thị Hoàng Triều mấy ngàn năm góp nhặt được, luồng năng lượng này cực kỳ khủng bố. Tô Thương nói tiếp, nhất là khí lực của Hoàng Triều, xen lẫn từng tia từng sợi long khí, các cậu tu luyện là thanh long luyện thể thuật, cái khí lực Hoàng Triều này, đối với các cậu mà nói kỳ có lợi. Nếu các cậu cùng nhau hấp thu khí lực Hoàng Triều này, có lẽ sức chiến đấu cũng tương đương hóa thần rồi đó. Chỉ là hại anh xém chút là thất thân rồi, điều này khiến tôi áy náy vô cùng, như vậy đi, sau khi tôi giúp anh đặt chân lên cảnh giới võ tôn, lại giúp anh tăng lên tới võ tôn đỉnh phong, anh thấy như thế nào? Như thế, liền xin nhờ cậu chủ rồi. Lưu Huy kích động vô cùng, không biết tại sao, anh ấy hiện tại hận không thể nhào vào lòng Tô Thương, mà đè anh ra hôn một cái. Đừng khách khí, chuyện nhỏ thôi. Tô Thương quan sát Lưu Huy một lượt, rồi khẽ cười nói, được rồi, bây giờ tôi giúp anh dịch dung trở về hình dạng ban đầu nhé, tôi nhìn anh giả nữ khá là phản cảm, trong lòng xấu hổ vô cùng. Nhanh như vậy đã phải dịch dung trở về rồi sao? Lưu Huy bỗng nhiên có chút không nỡ, nhìn nhìn cánh tay của mình, rồi lại cúi đầu nhìn một chút, vốn liếng, của mình, vô cùng hài lòng, thế là thỉnh cầu nói, cậu chủ, có thể để tôi như vậy mấy ngày không? Tôi muốn dùng diện mạo này, trêu chọc cái tên đầu đất Vương trại kia một chút. Tên biến thái này. Tô Thương cười cười, nhưng vẫn đáp ứng, được, không có vấn đề,
tôi không ra tay thì đêm nay anh cũng sẽ trở về lại hình dáng cũ. Thuật dịch dung là có hạn chế thời gian, thực lực Tô Thương càng mạnh lên thì thời gian duy trì cũng lâu hơn. Đương nhiên, Tô Thương chỉ là tiện tay dịch dung cho Lưu Huy, cũng không có tốn nhiều sức lắm cho nên chỉ có thể duy trì được mười mấy tiếng. Nếu là Tô Thương dịch dung cho chính mình, thì cho dù là qua một tuần, thì cũng sẽ duy trì được không hề bị biến đổi. Buổi tối tự động khôi phục lại, vậy thì tốt rồi. Lưu Huy cười nói, thời gian vẫn còn kịp, cậu chủ, chúng ta bây giờ nên trở về Giang Bắc rồi nhỉ? Nhưng không cần vội, ghé qua thành phố một chút, có một số việc tôi muốn tìm Long Hành Thiên hỏi cho rõ ràng. Tô Thương thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Lưu Huy cảm nhận được tâm trạng thay đổi của Tô Thương, trong lòng liền trở nên căng thẳng, anh ấy biết cậu chủ đang vì những lời nói của Long Bình Sinh trước khi chết nói ra mà tức giận, cho nên cũng không có nhiều lời. Cái đầm nước này ngược lại là có chút kỳ lạ. Ngay khi Tô Thương chuẩn bị rời đi, đột nhiên chú ý tới ngọn lửa đỏ cuồn cuộn trong cái đầm ở bên cạnh, ánh mắt anh liền bị thu hút. Cậu chủ, Long Bình Sinh nói, đây là Nhật Đàm, đã tồn tại vài vạn năm rồi. Lưu Huy giới thiệu nói, nghe nói cái Nhật Đàm này, có chứa nguồn năng lượng khổng lồ, đối với công pháp võ học tu luyện trí thuần trí dương có rất nhiều chỗ tốt. Đúng vậy, tôi cũng đã nhận ra đúng là không tệ, đóng gói lại mang đi đi, để dành cho thành viên huyết đồ sử dụng. Tô Thương nở một nụ cười nham hiểm, sau đó vung tay lên. Nhật Đàm bên trong động phủ liền biến mất không còn thấy tăm hơi. Một giây sau, trong tháp hư không liền xuất hiện một cái bồn nước màu đỏ thẫm. Tiêu Đình, theo như tôi biết thì đây là Nhật Đàm, lửa đỏ trong đầm nước này rất tốt cho việc rèn luyện thân thể thanh long. Mọi người tự sắp xếp rồi thay phiên nhau vào ngâm trong cái bồn này, thực lực chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh lên. Lưu lại một câu nói xong, Tô Thương liền thu hồi tâm thức của mình, sau đó cùng Lưu Huy cùng rời khỏi động phủ. Trước khi đi, Tô Thương khống chế trận pháp, trực tiếp phá hủy hết thảy tất cả mọi thứ ở dưới Nhật Đàm. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Thương cùng Lưu Huy đi đến chỗ máy bay trực thăng đậu, gặp được Trương Trọng Ngu. Điện chủ, chuyện giải quyết sao rồi? Trương Trọng Ngu khách khí dò hỏi. Tô Thương gật đầu nói, Long Bình Sinh đã chết, mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa hết rồi. Vậy là tốt rồi. Điện chủ, cô gái bên cạnh cậu là... Bỗng nhiên, Trương Trọng Ngu nhìn thấy Lưu Huy, liền tò mò hỏi. Tô Thương cười cười, không có trả lời, Lưu Huy thì bất mãn nói, lão già, tôi là Lưu Huy. Ngay cả tôi mà ông cũng không nhận ra sao. Đùa, đùa gì vậy? Trương Trọng Ngu mặt mũi tràn đầy nghi vấn, cô là Lưu Huy. Lừa gạt ai vậy? Cô xinh đẹp như vậy, thật là hiếm thấy mà, với lại Lưu Huy là đàn ông thì cô sao lại là cậu ấy được? Nhưng mà, khoan hãy nói nha, cô nhìn cũng có mấy phần giống Lưu Huy, nhưng mấu chốt là vẫn khác xa nhau lắm. Lão già! Lưu Huy nhìn thấy Trương Trọng Ngu không tin, liền tiến lên một bước nói, ông có phải già rồi nên mắt kém không hả, lại đây, xích lại gần nhìn xem, ông nhìn tôi có phải là Lưu Huy hay không. Khi nói, Lưu Huy còn cố ý lắc người, động tác đung đưa đặc biệt bắt mắt. Phụt! Chớ có nhìn, chớ có nhìn. Trương Trọng Ngu vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác, máu mũi xém chút đều muốn phun ra ngoài, tôi cả đời quang minh lỗi lạc. Đường đường chính chính, sao lại có thể lợi dụng người khác được, cô gái, đứng cách tôi ra xa một chút. Xì. Lưu Huy thấy Trương Trọng Ngu vẫn là không tin, dứt khoát liền nói ra, quả nhiên không thể gạt được ông già, kỳ thực tôi thật không phải là Lưu Huy là anh tôi tên là Lưu. Lưu Ngữ Yên. Lưu Ngữ Yên, tên rất hay. Trương Trọng Ngu tán dương một câu, sau đó lại chậm rãi quay đầu lại. Bắt đầu thưởng thức Lưu Huy, đôi mắt đục ngầu lóe lên tia sáng khác thường, không nghĩ tới em gái của Lưu Huy lại xinh đẹp như vậy. Tôi tung hoành năm sông bốn biển, vượt qua Tam Sơn Ngũ Nhạc, đều rất ít gặp được người quốc sắc thiên hương như này. Chúc mừng điện chủ, lại có thêm một giai nhân tuyệt sắc, sau này cả ngày lẫn đêm, không còn cô đơn nữa rồi. Trương Trọng Ngu cười nói. Có thêm. Giai nhân. Trời ạ. Ông đánh giám. Tô Thương mặt đen lên,
sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, tôi đã có hôn ước rồi, cũng không phải loại thấy xác là quên mất tình nghĩa, tôi sao có thể làm ra chuyện có lỗi với người phụ nữ của tôi chứ? Trương Trọng Ngu, ông nếu như còn bôi nhỏ tôi nữa thì đừng trách tôi không khách sáo với ông nhé. Tô Thương trách cứ, phản ứng rất mãnh liệt. Không có cách nào mà. Mẹ nó vừa nghĩ tới Lưu Huy cải trang thành con gái, trong lòng Tô Thương liền nổi lên một cảm giác rợn cả sống lưng. Điện chủ bớt giận. Trương Trọng Ngu nhìn thấy điện chủ phản ứng mãnh liệt như vậy, liền biết điện chủ đối với người đẹp trước mắt không có cảm giác gì, thế là lại nói thuộc hạ tuyệt đối không nhiều lời nữa. Vậy thì còn tạm được. Tô Thương nhìn Trương Trọng Ngu, sau đó nói, Trương Trọng Ngu, ông đi theo tôi cũng có một đoạn thời gian rồi, còn làm nhiều việc cho tôi nữa. Như vậy đi, Lưu Ngữ Yên này ban thưởng cho ông đó. Tô Thương âm thầm linh hồn truyền âm nói, đương nhiên, về phần hai người có thể phát triển đến bước nào thì phải xem bản lĩnh của ông cũng không được ỷ mình võ công cao cường mà ép buộc người ta, rõ chưa? Điện chủ. Trương Trọng Ngu cũng không có mở miệng, mà chính là cười khổ truyền âm nói, cậu đừng đùa tôi nữa, tôi tuổi đã cao, còn cần phụ nữ gì nữa chứ? Lớn tuổi thì làm sao, chưa nghe nói qua già trẻ rất hợp nhau sao, cô gái hiện tại nói không chừng lại thích kiểu như ông đấy. Tô Thương tiếp tục truyền âm nói, ông thử theo đuổi xem, lỡ như thành công rồi thì không phải là được hời rồi sao, đừng nói ông đối với người đẹp như Lưu Ngữ Yên không có chút hứng thú nào nha. Tôi có thể phát hiện ra, ngay khi ông nhìn thấy cô ấy thì hai mắt ông đã sáng rực lên rồi. Thuộc hạ. Trương Trọng Ngu lại len lén nhìn Lưu Huy cải trang thành nữ, sau đó lại ngượng ngùng nói, vậy được rồi, tôi thử xem, nói không chừng thật có thể thành công. Cái gì thử xem chứ, lão già, ông muốn thử cái gì? Câu nói sau cùng, Trương Trọng Ngu nói thẳng ra, liền bị Lưu Huy nghe được, thế là mở miệng hỏi. Không. Không có gì. Trương Trọng Ngu vô cùng ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng lên, tận lực né tránh vấn đề này. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, Lưu Ngữ Yên, anh trai Lưu Huy của cô biết lái trực thăng, chắc cô cũng biết chứ nhỉ? Tô Thương cười hỏi. Lưu Huy đang muốn khẳng định thân phận nữ nhi của mình, cho nên cũng diễn theo Tô Thương mà nói, cậu chủ, tôi lái trực thăng khá tốt, đợi chút nữa tôi chở mọi người. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó Lưu Huy lái trực thăng đưa mọi người rời khỏi Vân Cương Đại Sơn. Trên đường đi. Trương Trọng Ngu hỏi Lưu Huy đi đâu rồi, Tô Thương tùy tiện tìm một cái cớ, nói sắp xếp Lưu Huy đi làm chuyện khác rồi. Đối với Tô Thương, Trương Trọng Ngu tự nhiên không nghi ngờ gì, sau đó trong suốt đoạn đường bay, ông ấy không ngừng hỏi han ân cần với Lưu Ngữ Yên, giống như một tên lắm lời vậy. Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thánh nhân đàng hoàng trước đây của ông ấy khi còn ở thành phố. Ngay cả Lưu Huy cũng đã nhận ra, âm thầm truyền âm cho Tô Thương, chửi mắng Trương Trọng Ngu là trâu già mà muốn gặm cỏ non. Tô Thương thì lại chỉ coi như một trò đùa vui, cũng không hề để ý, mà ngồi ngay hàng ghế trước trực thăng điều hòa khí tức. Chấm chấm chấm. Sau khi đoàn người Tô Thương rời đi không bao lâu thì ngay chỗ Nhật Đàm lúc trước xuất hiện một người con gái mặc bộ đồ dài màu trắng thướt tha. Cô gái đó mang mạng che mặt màu trắng cho nên không thấy rõ dung mạo, cả người khí chất phi thường, như là Nhiễm Hàn tiên tử xuống trần gian vậy. Đương nhiên, nếu như Tô Thương còn ở chỗ này, thông qua khí tức và hình dáng thì chắc chắn có thể nhận ra đó chính là lão tổ của nhà họ Tây, Tây Giao. Nhật Đàm. Biến mất rồi, chấm hỏi. Tây Giao nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một chút tình huống chung quanh, sau đó mở hai mắt ra, không thể tin nói, điều này không thể mà. Nhật Đàm cùng với Nguyệt Đàm ở vùng đất tổ tiên nhà họ Tây, đã tồn tại mấy ngàn năm rồi, bên trong còn ẩn chứa nguồn sức mạnh khổng lồ, làm sao lại đột nhiên biến mất được. Tây Giao nhíu mày, không khỏi suy đoán nói, chẳng lẽ sức mạnh của Nhật Đàm đã bị Long Thị nhất tộc hút sạch rồi sao? Cũng không thể có khả năng này, Long Thị nhất tộc đem âm dương Long Thần công liệt vào cấm thuật, mấy ngàn năm qua, không có người nào tu luyện loại võ học này nữa. Tây Giao cau mày nói, cho dù thực sự có người tu luyện, thì cũng không có khả năng hút cạn toàn bộ Nhật Đàm được. Nhật Đàm cũng không phải vật chết, năng lượng trong đó sẽ liên tục được tái tạo lại, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn.
Tây Dao suy đoán nói, chẳng lẽ lại có người, rời hoa ghép cây, lấy nhật đàm đi mất rồi. Không thể loại trừ khả năng có một bảo vật mạnh mẽ chứa đựng pháp tắc không gian có thể làm được. Chẳng lẽ, nhóc con đó tới rồi sao? Tây Dao hợp lý suy đoán, tên nhóc con mà cô ấy nhắc đến, dĩ nhiên chính là chỉ Tô Thương. Tô Thương có tháp hư không, đã không còn là chuyện bí mật gì nữa, mà sức mạnh khủng bố của tháp hư không càng là chuyện mà không ai không biết tới. Mình vội vàng chạy tới nơi này, là muốn mượn dùng một chút nhật đàm, để tu luyện cửu long cương khí, thuận tiện tìm hiểu một chút tà tu ở Vân Cương rốt cuộc là cái gì, có quan hệ gì với Long Thị nhất tộc hay không. Tây Dao tự lẩm bẩm, không ngờ, nhật đàm đã biến mất, mà tà tu cũng không thấy tung tích đâu. Hoặc là nhóc con đã xuất hiện giết chết tà tu, lấy đi nhật đàm, hoặc là chính tên tà tu kia lấy đi nhật đàm. Tây Dao trầm giọng nói, không được, xem ra mình phải về thành phố một chuyến, đi gặp tên sư đệ vô dụng kia của mình một lần mới được. Long Thị nhất tộc, thiên nhân nhà họ Tây, ha ha, là thế lực mạnh nhất ở hai kỷ nguyên trước, xem ra mình với Long Hành Thiên cũng có quan hệ sâu xa với nhau nha. Nếu các cậu dám phá lệ tu luyện âm dương long thần công trước, vậy thì tôi thiên nhân nhà họ Tây, cũng phải theo sát phía sau rồi. Tây Dao tự lẩm bẩm, hệ thống tu chân, tôi sớm đã chán rồi, luyện võ mới là điểm mạnh của thiên nhân nhà họ Tây. Sau khi tự lẩm bẩm một hồi thì Tây Dao đột nhiên xoay người một cái, thân ảnh màu trắng liền biến mất ngay tại chỗ. Chấm chấm chấm. Xế chiều hôm đó, ở Hoàng Thành thành phố. Tô Thương một thân một mình, từ máy bay trực thăng đi xuống, đi vào cung kiếm Long Hành Thiên. Theo như tính cách của anh thì đương nhiên không muốn bị người khác lợi dụng mình một cách không rõ ràng như vậy, cái này không phải là phong cách của anh. Trên đường bay đến đây, Tô Thương đã đưa Tô Dực Cân từ trong tháp hư không ra. Hai chị em nói rất nhiều chuyện với nhau. Em trai, trong chuyện này chắc có hiểu lầm, Hoàng thượng không phải loại người như em nghĩ đâu. Em tuyệt đối không thể động đến anh ấy, nếu không thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn. Hoàng gia khí tượng, cũng không phải chỉ là trò đùa mà thôi, cũng không phải em chỉ định ai làm hoàng thượng thì đều có thể khiến quốc thái dân an. Long Thị nhất tộc có được thiên hạ vô số năm, am hiểu đạo này, em tuyệt đối không nên làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Tô Dực Cân nghe nói Tô Thương muốn ghé qua thành phố, lập tức chỉnh trọng nhắc nhở Tô Thương. Tô Thương liền nghe theo. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trừng phạt là chuyện ắt không thể thiếu. Anh lo lắng chị gái đi cùng mình thì sẽ có nhiều bất tiện, cho nên nói với chị gái là mình sẽ không làm khó Long Hành Thiên, đi một lát sẽ trở lại. Tô Dực Cân nghe vậy mới đồng ý. Rất nhanh. Tô Thương đi tới bên trong cung điện, tránh đi tất cả tai mắt của mọi người, đi thẳng tới ngự thư phòng. Giờ này phút này. Trong ngự thư phòng, Long Hành Thiên đang ngồi khoang chân tĩnh tọa, có hai con rồng một đen một trắng đang quấn lấy thân người anh ấy, chắc hẳn là anh ấy đang tu luyện âm dương long thần công. Long Hành Thiên. Tô Thương lặng yên không tiếng động xuất hiện, đứng ngay tại ngự thư phòng, mặt trầm như nước nhìn chăm chú Long Hành Thiên. Soạt. Long Hành Thiên đang tu luyện, trong nháy mắt mở to mắt ra, cảnh giác nhìn về phía trước. Sau khi nhận ra Tô Thương đang đứng trong ngự thư phòng, sắc mặt anh ấy đột nhiên trở nên căng thẳng, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Tô Thương không phải đi Vân Cương Đại Sơn tìm Thái Tổ rồi sao, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi chứ? Chẳng lẽ, Thái Tổ đã bị anh ấy giết rồi? Chấm hỏi. Nếu thật là như vậy thì thực lực Tô Thương cũng thật là đáng sợ quá rồi. Thực lực Thái Tổ thâm sâu khó dò, Tô Thương giết được Thái Tổ. Đồng thời cũng không hư hại một cọng lông tóc nào, khủng bố, thật sự là khủng bố mà. Long Hành Thiên dù sao nắm thiên hạ trong tay đã lâu, sau một lúc hoảng sợ ngắn ngủi thì rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chỉ thấy anh ấy chậm rãi đứng lên, lộ ra một vòng nụ cười, khách khí nói, Tô thiếu gia, không biết ở Vân Cương Đại Sơn có thu hoạch được gì không, có gặp Long Bình Sinh không? Gặp rồi. Giết rồi. Tô Thương giọng điệu bình thản đáp lại, vô cùng ngắn gọn. Quá tốt rồi. Long Hành Thiên trong lòng chấn kinh, nhưng ngoài mặt lại cười nói, Tô thiếu gia vì dân trừ hại, cũng vì tôi mà giải quyết được mối họa lớn trong lòng, thật đáng mừng mà.
Tô thiếu gia ta muốn ban thưởng cho anh, ca ngợi anh. Ha ha. Nhưng Long Hành Thiên lời còn chưa nói hết, thì Tô Thương liền cười nhạo nói, Long Hành Thiên, anh cảm thấy anh còn có tư cách ban thưởng cho tôi sao? Thiên hạ rộng lớn này, tôi muốn thứ gì thì tự mình đều có thể lấy được, còn cần anh ban thưởng sao? Cái này, nói có lý. Long Hành Thiên bị câu nói này của Tô Thương làm cho nghẹn họng, nhưng vẫn vừa cười vừa nói, Tô thiếu gia quả thực có năng lực như thế, là tôi mạo phạm rồi. Được rồi, tôi cũng không nhiều lời với anh nữa. Tô Thương không nhịn được nói, tôi hỏi lại anh một lần cuối cùng, chị gái Tô Dực Cân của tôi đi tới Vân Cương Đại Sơn có liên quan gì tới anh không? Tô thiếu gia, không phải tôi đã giải thích với anh rồi à, tôi cũng không sai chiến thần Dực Cân tiến về Vân Cương, là chính cô ấy tự muốn đi, không liên quan gì tới tôi. Long Hành Thiên nói, anh đương nhiên không dám trực tiếp ra mệnh lệnh, nhưng anh có thể nói bóng nói gió, anh sai chiến thần Thiên Sách tới Vân Cương, mà chị gái của tôi ở cùng một quân doanh với chiến thần Thiên Sách, cho nên chị ấy sẽ biết được chuyện của Vân Cương. Chị gái tôi từ trước đến nay ghét cái ác như kẻ thù, nếu như chị ấy đã biết chuyện ở Vân Cương, thì sao lại có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Tô Thương nhìn chăm chú Long Hành Thiên, giọng lạnh lùng nói, Long Hành Thiên tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, nếu như câu trả lời của anh khiến tôi không hài lòng thì tôi liền tự mình lục soát trí nhớ của anh, tự mình nhìn xem anh đang suy nghĩ gì. Lục soát linh hồn của hệ thống tu chân, cũng không phải là thủ đoạn tốt đẹp gì, sau khi lục soát linh hồn xong thì anh xem như bị phế rồi, biến thành một người ngớ ngẩn, ba hồn bảy vía mất đi, cả một đời cũng đừng hòng khôi phục lại được. Đừng! Long Hành Thiên cuối cùng không chống đỡ lại được áp lực Tô Thương gây ra cho mình, đành thở dài một hơi, bất đắc dĩ khẩn cầu tôi. Tôi quả thực từng có loại ý nghĩ này, vẫn xin Tô thiếu gia tha mạng, tôi chỉ là nhất thời kích động. Khi Tô Thương tức giận, linh khí yếu ớt từ trong cơ thể anh tản ra thực sự quá khủng bố rồi. Cho dù là địa vị cửu ngũ chí tôn, áp đảo trên ngàn vạn người như hoàng thượng, cũng khó tránh khỏi thấy sợ hãi trong lòng. Dù sao đây cũng là sự áp bức bằng thực lực của Long Hành Thiên bây giờ, còn chênh lệch rất xa so với Tô Thương, đương nhiên khó mà chống đỡ lại được. Hừ, Tô Thương nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, Long Hành Thiên, anh thật to gan, dám lợi dụng tôi. Anh cũng đã biết, tôi đời này ghét nhất là bị người khác lợi dụng, nếu không phải tôi đã nhận lời với chị gái hôm nay không giết anh thì bây giờ anh đã là một người chết rồi. Tô Thương nghiêm nghị nói. Cảm ơn Tô thiếu gia đã tha mạng. Long Hành Thiên nghe nói như thế, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng biểu thị cảm kích với Tô Thương. Đây chính là thái độ cầu xin tha thứ sao? Tô Thương nhìn chằm chằm Long Hành Thiên, trầm giọng nói anh, quỳ xuống cho tôi, để tôi nhìn thấy được thành ý cầu xin tha thứ của anh. Cái này, Long Hành Thiên nhất thời không vui, sắc mặt khó coi nói, chấm chính là cửu ngũ chí tôn, Tô thiếu gia, yêu cầu này của anh. Có phải hơi quá đáng rồi không? Vậy anh quỳ hay là không quỳ? Tô Thương sắc mặt khó coi nói. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tử lại rất rõ ràng, Long Hành Thiên nếu như không quỳ xuống, chuyện hôm nay liền không cách nào kết thúc được. Long Hành Thiên đương nhiên hiểu được ý tử này, anh ấy đắn đo suy nghĩ cả nửa ngày, từ đầu đến cuối vẫn không chịu quỳ xuống. Bởi vì chỉ cần quỳ xuống, vậy thì cả quãng đời còn lại của anh ấy cũng đừng hòng ngẩng đầu lên được trước mặt Tô Thương. Đương nhiên, quan trọng nhất là nó sẽ gây ảnh hưởng tâm lý cho anh ấy, thêm một vết đen vào cuộc đời anh ấy mà không bao giờ xóa bỏ được. Xem ra, anh không chịu quỳ rồi, vậy thì không trách được tôi rồi, tôi mặc dù đã nhận lời chị gái sẽ không giết anh, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tôi sẽ chặt đứt hai tay của anh xem như là cảnh cáo. Tô Thương giọng điệu lạnh lùng nói, sau đó trong lòng bàn tay ngưng tụ linh khí, liền muốn xông thẳng lên. Lần này, Long Hành Thiên lại không có lựa chọn khuất phục, anh ấy tình nguyện chết, cũng không chịu quỳ xuống trước mặt Tô Thương. Đợi đã! Đúng lúc này, một thân ảnh già nua, đột nhiên xuất hiện tại ngự thư phòng. Người đến là một bà lão chống gậy, mặc một bộ trường bào màu đỏ, đó chính là thái mẫu của Long Hành Thiên, Hồng Phất Võ Đế. Cuối cùng cũng chịu hiện thân, tôi chờ bà lâu rồi đấy. Tô Thương khóe miệng khẽ nhếch lên cười, nhìn Hồng Phất, thản nhiên nói, bà chính là Hồng Phất Võ Đế của tinh vực chân võ nhỉ. Cậu biết tên của tôi,
xem ra lão già Long Bình Sinh kia đã đem chuyện xưa của tôi nói hết cho cậu biết rồi. Hồng Phất quan sát Tô Thương mấy lượt, sau đó mặt trầm như nước nói, cậu thanh niên, cậu không tệ nha, xem xương cốt của cậu không quá 20 tuổi, ở trái đất, ở độ tuổi này mà có thể đạt đến cảnh giới Nguyên Anh thật khiến cho người khác kính nể. Nếu như lão già không có đoán sai thì trên người Tô Thiếu Gia, tất nhiên có chí bảo có thể chống cự lại được với điểm xấu nhỉ. Hồng Phất nói tiếp, lão già nghe nói, Tô Thiếu Gia là hậu nhân của Tô Vô Kỵ, mà Tô Vô Kỵ từng thay Huyền Thiên Tiên Đế bảo quản tháp hư không, vậy chí bảo mà Tô Thiếu Gia đang nắm giữ trong tay chẳng lẽ chính là tháp hư không sao? Khi nói về tháp hư không, trong mắt Hồng Phất như rực sáng lên, hiển nhiên là bà ta có ý đồ với tháp hư không. Không tệ. Tô Thương khẽ cười nói, tháp hư không, đúng là ở trên người của tôi, chỉ là, Hồng Phất võ đế, trạng thái bây giờ của bà, chỉ sợ còn chưa có tư cách cướp đi bất kỳ vật gì từ trong tay của tôi nhỉ. Không thử một chút làm sao biết, Hồng Phất cười đùa nói. Ồ, hai con mắt Tô Thương híp lại nói, biết rõ tôi là cảnh giới Nguyên Anh vậy mà còn dám có ý đồ đối đầu với tôi, xem ra Hồng Phất võ đế còn ẩn giấu thủ đoạn mà. Ha ha, chút thủ đoạn này của tôi không đáng để nhắc tới, dù sao tôi cũng là hệ thống tu chân, không am hiểu lắm về hệ thống luyện võ. Hồng Phất nhìn thẳng vào mắt Tô Thương, nói tiếp, chẳng qua đối phó với Tô Thiếu Gia cậu thì hẳn là dư xài rồi. Thật sao? Tô Thương ánh mắt run lên, lập tức triệu hồi ra tháp hư không cùng với chìa khóa đông phủ, trong chốc lát, hai luồng uy thế kinh khủng hướng thẳng về phía Hồng Phất. Hừ! Hồng Phất thấy vậy. Nhất thời giật nảy cả mình, khuôn mặt già nua hoảng sợ nói, không ngờ cậu đã có thể điều khiển được tháp hư không đến cỡ này rồi. Còn nữa, ngoại trừ tháp hư không ra, cậu thế mà còn có một chí bảo khác không kém gì tháp hư không. Hồng Phất nhìn chằm chằm chìa khóa của Đông Phủ, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, nhìn không được tự nhủ cái này. Cái này chắc không phải là để khí của Hoàng đế Thủy Hoàng chứ. Không sai, chính là để khí của Hoàng đế Thủy Hoàng. Chìa khóa của Đông Phủ, vật này làm sao lại nằm trong tay cậu chứ? Hồng Phất chất vấn Tô Thương. Ha ha, tôi vì sao phải nói cho bà biết chứ? Tô Thương không có trả lời, mà chính là tiến lên trước phóng ra một bước, âm thanh lạnh lùng nói, Hồng Phất, bà lại nhìn xem, tôi hiện tại có thể là đối thủ của bà không hả? Lúc trước, sau khi biết được tin tức của Hồng Phất võ đế từ Long Bình Sinh, Tô Thương liền đoán được Hồng Phất đại khái còn che giấu thực lực. Nhưng thực lực chân chính của Hồng Phất cũng sẽ không mạnh đến mức không còn gì để nói. Còn có một điểm, cho dù Hồng Phất thật rất mạnh, là cảnh giới độ kiếp, hoặc là chuẩn tiên đế, vậy thì Tô Thương cũng không e ngại. Bởi vì Tô Thương ở phía trên tháp hư không đã bố trí một truyền tống trận. Truyền tống trận có thể được đặt trên đồ dùng và mang theo bên mình, sau khi khởi động thì hiệu quả vẫn giống như bình thường. Truyền tống trận ở phía trên tháp hư không. Câu thông với truyền tống trận ở núi Cửu Phong. Nếu như Hồng Phất thực lực rất mạnh, sau khi Tô Thương phát giác được không ổn, liền có thể mở ra truyền tống trận, trực tiếp trở về núi Cửu Phong. Hồng Phất nếu như là đuổi kịp đến thì bà ta coi như không xong rồi, vị đại khủng bố Kinh Kha ở dưới núi Cửu Phong, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng treo bà ta lên mà đánh. Cho nên, Tô Thương mới có thể ung dung tiến vào cung điện, và cũng không chút kiêng kỵ gì khiêu khích Hồng Phất võ đế. Hừ, mấy trò vặt vãnh khôn vặt thôi mà. Đối mặt với Tô Thương hùng hổ dọa người, Hồng Phất khinh thường nói, Tô Thương, vật chí bảo mạnh hơn, cậu thì không mạnh được như vậy, cuối cùng cũng vô dụng thôi. Tuy tôi dùng trạng thái sút sút nhất, để đến trái đất, nhưng vũ khí võ đế, vẫn còn ở trên người tôi. Những năm nay một mình tôi vùng dậy, tu luyện cực khổ trong hoàng thành, chỉ là không muốn dùng đến để khí, cho nên trình độ mới dừng lại ở trúc cơ đỉnh phong. Hồng Phất là người ngoại vực, không muốn nhắc đến cảnh giới giả đan, dưới ánh mắt của bà ta, giả đan cửu chuyển cũng chỉ là một cách nói khác của trúc cơ đỉnh phong thôi, cho nên bà ta chỉ nói chính mình là cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Sau đó, Hồng Phất nói tiếp, nếu bây giờ tôi dùng để khí, mà khinh thường điểm xấu, trong nháy mắt tôi có thể đạt được một cảnh giới kinh khủng. Sự tích lũy mấy năm của tôi, cũng không phải là nhỏ, nếu tích lũy lâu dài rồi dùng một lần, thì Tô Thương. Cậu đoán xem, tôi có thể đặt chân đến cảnh giới hóa kình, hoặc là cảnh giới độ kiếp không? Hồng Phất cười giễu cợt nhìn về phía Tô Thương.
có lẽ là có thể. Tô Thương căn bản không quan tâm đến sự uy hiếp của Hồng Phất, khẽ cười nói, nhưng nhiều năm qua, bà không hề dùng đến đế khí, chắc chắn là có nguyên nhân phải không? Để tôi đoán thử nhé, chắc bà đang kiêng dè điều gì đó phải chứ? Trái đất không đơn giản như bề ngoài của nó đâu, võ đế Hồng Phất, bà đang kiêng dè cảnh giới chuẩn tiên đế được ẩn giấu của trái đất phải không? Tô Thương nói thẳng mà không nể nang gì hết. Ha ha, đến cả cảnh giới chuẩn tiên đế đang ẩn giấu mà cậu cũng biết, xem ra cậu cũng có tiếp xúc với mấy người kia phải chứ? Hồng Phất nhìn chằm chằm Tô Thương, thử thăm. Đó là đương nhiên. Tô Thương thành thật nói, thực ra tôi cũng không dám giấu giếm, tôi và Võ An Quân Bạch Khởi, có duyên gặp mặt vài lần, một người bạn của tôi, không lâu trước đã được Quỷ Cốc Tử chân nhân Huyền Vi nhận làm đồ đệ, còn có người đưa ra bộ luật quản lý nhà nước, cảnh giới chuẩn tiên đế của trái đất, tôi quen biết cũng không ít. Chẳng trách. Hồng Phất nhìn Tô Thương, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, vậy hôm nay, giữa hai chúng ta không nhất thiết phải đánh nhau nữa, cho dù tôi giết cậu rồi. Đối với tôi mà nói cũng chẳng có lợi ích gì, ngược lại sẽ vạch trần chính mình, dẫn đến họa sát thân. Nếu như vậy, Tô Thương, cậu mau rời đi đi, chuyện hôm nay, thì coi như không có gì. Hồng Phất rộng lượng nói. Thật sao? Tô Thương lại không chịu từ bỏ ý đồ, cười giễu cợt nói, bà nói không đánh liền không đánh, vậy thì thể diện của tôi vứt đi đâu được đây? Võ đế Hồng Phất, nếu tôi đã tới rồi, thì có niềm tin tuyệt đối. Chắc chắn có thể chạy thoát từ tay bà, nếu bà không tin, thì thử một lần xem sao. Láo xược. Hồng Phất nghe thấy lời khiêu khích của Tô Thương, liền giận tím mặt, ánh mắt sắc lạnh gấp mấy lần, lúc đó bà ta muốn thúc giục sức mạnh mấy trăm năm nay chưa được dùng đến, một chương phá tam những gông cùm xiềng xích, trèo lên cảnh giới mới trên toàn thế giới. Nhưng cuối cùng, lý trí đã chiến thắng cảm xúc, Hồng Phất liên tục suy nghĩ, và từ bỏ ý định đánh nhau. Bởi vì Tô Thương quá bình tĩnh và ung dung. Ban đầu Hồng Phất rất tự tin, nhưng bây giờ lại không chắc chắn phần thắng lắm, bà ta phát hiện mình không nhìn thấu được người trẻ tuổi trước mặt này. Còn một chút nữa, cũng là điều mấu chốt nhất, chỉ cần bản thân dùng để khí, bất kể có thể giết được Tô Thương hay không, thì bà ta bắt buộc phải rời khỏi trái đất. Bởi vì khi dùng để khí, bản thân sẽ bị bại lộ, hơn nữa sau khi sử dụng để khí. Nhiều lắm thì bà ta cũng chỉ có được thực lực của cảnh giới độ kiếp mà thôi. Mà trong trái đất, quả thực có tồn tại mấy tên cảnh giới chuẩn tiên đế đang che giấu, bọn chúng sẽ gây nguy hiểm cho bà ta. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, Hồng Phất quyết định không ra tay. Ha ha, xem ra bà không dám ra tay rồi. Tô Thương cười giễu cợt nói, bà không ra tay, vậy thì tôi ra tay. Vừa nói xong, Tô Thương vung tay lên. Trong nháy mắt một luồng sức mạnh kinh khủng tuôn trào ra. Sau một lúc, cơ thể Long Hành Thiên bị đánh đến nỗi nhà nhào ra mặt đất. Phịch. Sau đó, Long Hành Thiên liền phun ra một vũng máu, sắc mặt tái nhợt đi mấy phần, liền cầu xin, Thái Mẫu, cứu mạng. Tô Thương, tôi không muốn ra tay, là không muốn vạch trần cậu, cậu đừng có quá đáng. Hồng Phất thấy vậy, lạnh lùng nói, vạch trần thì sao? Cuối cùng người không may mắn cũng chỉ có mình bà thôi. Giọng Tô Tổ Thương lạnh lùng nói, tôi không sợ bà lại sợ tôi, vậy thì bà đừng dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với tôi nữa. Tô Thương. Hồng Phất đón nhận lấy ánh mắt của Tô Thương, sau khi hai người giằng co qua lại một phen, cuối cùng Hồng Phất đã lựa chọn thỏa hiệp, Long Hành Thiên là người đời sau của tôi, chúng ta nên hóa giải mâu thuẫn, không nên khiến mâu thuẫn gay gắt thêm, giữ thể diện cho tôi có được không? Không được. Tô Thương kiên quyết từ chối, rồi nói anh ta tính kế chị gái tôi, muốn lợi dụng tôi, suýt chút nữa thì hại chết chị ấy. Tôi không giết anh ta, đối với anh ta đó chính là ân huệ lớn nhất rồi đấy. Tôi cũng đã nói rồi, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Rốt cuộc như thế nào, thì cậu mới bỏ qua được cho nó vậy. Hồng Phất thản nhiên nói, giọng điệu hòa dịu đi không ít. Bảo anh ta quỳ xuống, nhận tội cho tôi. Tô Thương trầm giọng nói. Thái Mẫu, điều này tuyệt đối không thể nào, cháu. Long Hành Thiên vô cùng không đồng ý, nhưng Hồng Phất lại nói, Hành Thiên, làm theo lời cậu ta đi. Cái này, nhanh. Vâng. Bất đắc dĩ lắm, Long Hành Thiên mới phải quỳ xuống dưới đất, nhận lỗi với Tô Thương, thật sự xin lỗi, lúc trước là tôi không suy nghĩ thấu đáo,
mong Tô thiếu gia không chấp nhặt kẻ tiểu nhân như tôi, mà tha cho tôi một mạng. Như vậy còn tạm được. Tô Thương thấy vậy, hài lòng gật đầu, sau đó vung tay lên, Long Hành Thiên liền ngã nhào ra đất không dậy nổi. Hành Thiên! Hồng Phất vội qua đó xem, phát hiện Long Hành Thiên không sao cả, rồi mới thở dài một hơi. Võ đế Hồng Phất không cần căng thẳng, tôi muốn nói với bà một vài câu, không tiện cho anh ta biết. Tô Thương khẽ cười nói. Hồng Phất nhìn về phía Tô Thương, kìm nén cơn lửa giận trong mình, bèn hỏi dò còn có chuyện gì nữa vậy? Tôi muốn biết, bà đến trái đất, rốt cuộc là vì cái gì? Có cùng mục đích với Viêm Long Tiên Đế, không biết có giống nhau không vậy? Tô Thương thẳng thắn hỏi. Tô Thương, cậu biết quá nhiều rồi, nhìn thế nào đi nữa thì cũng không thấy giống người trái đất. Hồng Phất quan sát Tô Thương thật tỉ mỉ, rồi lại liếc nhìn tháp hư không và chìa khóa Đông Phủ đang lơ lửng trên đỉnh đầu Tô Thương, mặt mũi tràn đầy sự nghi ngờ, liền hỏi, rốt cuộc cậu đến từ đâu? Ha ha! Tô Thương cười cười, cũng không giấu giếm, mà nói luôn, tôi đến từ Huyền Thiên Tiên Vực, từng đặt chân đến cảnh giới tiên đế, võ đế Hồng Phất, điều này chắc bà cũng đoán được rồi nhỉ? Huyền Thiên Tiên Vực, khống chế tháp hư không, cảnh giới tiên đế. Cậu là Huyền Thiên Tiên Đế à? Sau một hồi ngạc nhiên, Hồng Phất chợt sực tỉnh nói, ha ha, tôi hiểu rồi. Hơn 100 năm trước, Huyền Thiên Đế từng xuất hiện ở trái đất, lúc đó tôi sợ bị cậu ta phát hiện, nên đã phong ấn chính mình rồi trốn trong hoàng cung, nên chưa từng đánh nhau trực diện với cậu ta. Nhưng về sau tôi nghe được không ít tin tức liên quan tới cậu ta, chẳng trách Huyền Thiên Tiên Đế lại đem tháp hư không cho Tô Vô Kỵ bảo vệ, thì ra cậu ta đã đi một nước cờ lớn như vậy. Hồng Phất khẽ cười nói, sau khi chuyển kiếp đầu thai, đã có một cuộc sống mới ở trái đất, khí phách của Huyền Thiên Tiên Đế lớn thật đấy, quả thực là không sợ bên trong xảy ra chuyện, dẫn đến đạo hạnh tiêu tan sao. Nếu bà đã nhận ra tôi rồi, vậy tôi cũng không phải giấu giếm gì nữa. Tô Thương thản nhiên nói, không sai, tôn chính là Huyền Thiên Tiên Đế, bây giờ bà cần phải trả lời câu hỏi của tôi, nói cho tôi biết, tại sao bà lại đến trái đất. Viêm Long Tiên Đế, tại sao lại để ý đến trái đất? Tôi không biết tại sao Viêm Long Tiên Đế lại cứ phải nhằm vào trái đất, tôi chỉ biết là tôi bị ép đến trái đất dưỡng thương. Hồng Phất nhìn Tô Thương một cái, sau đó nói tiếp, khoảng mấy trăm năm trước, tôi đã tỉ thí với Thanh Hoàng Nữ Đế, cuối cùng bị cô ta đánh cho thương nặng. Thanh Hoàng Nữ để làm tôi bị thương nhưng lại không giết tôi, hơn nữa còn nói với tôi trái đất có cơ duyên cực lớn. Cô ta sẽ đến trái đất tìm tòi kết quả, còn bảo tôi cũng đi xem một chút. Hồng Phất tiếp tục nói, rõ ràng Thanh Hoàng Nữ Đế có năng lực giết tôi, đương nhiên sẽ không đùa giỡn tôi. Hơn nữa trước đó tôi đã đắc tội không ít người, lúc ấy còn bị thương quá nặng, không thể làm gì khác hơn là tìm một chỗ dưỡng thương, tránh bị kẻ thù trả thù. Cứ như thế, tôi đã đi tới trái đất, còn về cơ duyên thì đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp được. Không chỉ như vậy. Linh khí ở trái đất khô kiệt, giới luyện võ cổ cũng bị thiên đạo kiềm chế, con đường phía trước đã đứt, chẳng khác gì là đường cùng, nếu không phải ở trái đất, tôi đã sớm khôi phục thực lực đỉnh phong rồi. Hồng Phất nói đúng sự thật, nhưng dù sao cũng đã đến rồi, chưa tìm được cơ duyên, tôi sẽ không cam lòng rời đi, nhưng tôi thật sự không biết cơ duyên là cái gì. Tô Thương có thể nhìn ra được Hồng Phất Vũ Đế không nói dối, bà ta cũng không cần lừa mình trong chuyện này. Ý bà là Thanh Hoàng Nữ Đế bảo bà tới. Lúc này, Tô Thương nắm được điểm chính trong lời nói của Hồng Phất, hỏi, như vậy nói cách khác, Thanh Hoàng Nữ Đế cũng đã tới trái đất rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.